Y sự tờ cho mua. À, trai túi ven nào, trai túi ven câu này. Ủa si hoang diệu ý cưa diệu y sự tờ châu mua. Của si quan dầu ý cưa dầu y sự tờ cho mua. Nén mua. Nén mua, nén tỷ. Rê, rê mua, rê tỷ. À, huyết tỷ được chưa? Son nào trai túi ven. Châu mua nị Nǐ xiǎng qù nà wán? Nǐ zhòu muō chǎng chǎng qù shěnme? Wǒ xì wǎng zǒu yī guè you yì shì de zhòu muō. Nén muō, nén tǐ, yuè muō, yuè tǐ. Ok, đó, như vậy chúng ta có từ châu mua nhá. Đấy, các bạn cố gắng là gì? Đối với mỗi một từ, nếu bạn đặt thật nhiều câu vào, nói thật nhiều vào. Đó. Tiếp theo là tả xoan, à, chữ cân xứ để xuế cua lơ đúng không? Xuế cua lơ, tả xoan, khứ ý sư mính xứ, để khứ ý sư tung xứ nhá. Mính xứ ạ, mính xứ là cái gì? Danh từ, tung xứ, động từ. Đấy, các bạn nghe nhiều, các bạn sẽ quen nhá. Như vậy, tả xoan này, sư mính xứ, dễ sư tung xứ, được chưa ạ? Đấy, vừa là danh từ vừa là động từ này, mang nghĩa là dự định hoặc là sự dự định hay là kế hoạch đấy ạ. Nhá, tả xoan. Nào, sang năm bạn có dự định gì? Bao ở túi xa cho cơ truy sự nhá. Ashwin nào. À, mến nén của Ní, ní nữa. của tà son san cha san cha sẽ khoai chi cao cao hơn nữa đó cô học À, như vậy là mính nén này tả xoan đúng không? À, tả xoan làm sao đây? Xuế chí có thể nói là cao chí, à, cao chí tọa gì? Khoai chi nhá. À, cao chí tọa khoai chi có nghĩa là như kiểu kế toán cao cấp hơn nhá. À, đấy thì có nói là cao chí, à, cao chí tọa khoai chi đúng không? Ừ. Mính nén của tả xoan xuế cao chí tọa khoai chi được chưa? À, học cái kế toán cao cấp một chút rồi ok. À, ứa thì nó mính nén mình hiểu sớm tả xoan. Ừ, mính nén hiểu sớm tả xoan. mình nên qua tả xoan khoan cung cung chua À, tả xoan khoan cung chua. Ní tả xoan chạy trung cố cung sư cung chua mà. Tả xoan chạy trung cố cung sư cung chua mà. qua tả xoan chai trung của cung sư cung chua À, chảo tả cung chua thảo. à, chảo ý cưa đúng không? Cân hảo, chúng ta có thể nói như này nhá. Tả xoan này, chai trung cố cung sư cung chua. À, xém chảo ý cưa cân hảo, chúng ta có từ cân ạ. Cân sư sẩm ý sự. Công công À, việc cân. tốt hơn À, công cộng với tính từ dịch là càng như thế nào đấy hơn nhá. Đây chúng ta có từ này ạ, cân. Đấy, cân này cộng với tính từ. Đấy, như vậy chúng ta phải biểu đạt ra đúng không? Thì chúng ta mới học được nhiều từ mới vào. Cân cộng với tính từ biểu thị là càng như thế nào đấy hơn, đúng không? Vậy sẽ nói là cân hảo, úa xẻng chảo, cân hảo tự cung chua. Xẻng chảo, cân hảo tự cung chua. Muốn tìm một cái công việc mà càng tốt hơn hay là tốt hơn đấy nhá. Cân, dịch là càng như thế nào đấy hơn. Nào thử đặt cho cô ví dụ với một câu với từ cân xem nào. Ví dụ nói là gì đây? Tôi gì nhỉ, thích ăn thịt nhưng mà càng thích ăn hoa quả hơn đúng không? Ngân thử dịch cho cô này xem nào. Tôi thích ăn thịt nhưng mà tôi càng thích ăn hoa quả hơn.我喜欢吃肉,但是 Của cân sĩ khoan. Ừ, càng thích cái gì hơn我更喜欢 chứ吃 hoa quả蔬菜, sủi水果. cụa, sủi cụa toàn đúng rồi, cân sĩ khoan chứ sủi cụa đúng không? Ừ, đấy nhá. Tiếp nào hay là gì đấy ạ? Tôi thích học tiếng Trung đúng không, nhưng mà tôi lại càng thích học chữ Hán hơn thì sẽ nói như thế nào? Xin mời A Húng nào. Hồng, tôi thích học tiếng Trung nhưng tôi càng thích học chữ Hán hơn, hay là tôi thích học chữ Hán hơn? Ông 我喜欢学习汉语，但是我更学习写字。Hàn chữ đi. À, em sẽ nói là công sĩ khoan xuế xí hàn chữ. À, công sĩ khoan xuế xí hàn chữ. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta có từ công nhá. Rồi, tiếp quay trở lại từ tả xoan nào đúng không? Cuối tuần thì bạn có dự định đi đâu nhá? À, đấy thì cái này quá dễ rồi. Tôi không có dự định thì sẽ nói là gì đấy? Của mấy hiệu tả xoan. À, mấy hiệu tả xoan nhá. Hưng nào, trai túi đen chưa san cơ truy sự nhá. San cơ truy sự là gì ạ? San cơ truy sự.
ba câu à, chưa có từ truy sự đây à, truy sự là câu nhá, như vậy san cơ truy sự có nghĩa là ba câu, vậy là gì, bao ủa tú san cơ truy sự tức là sao, bao ủa tú san cơ truy sự, tức tôi đọc à, giúp cô đọc ba câu này à, tuổi đúng rồi rất tốt, học tuổi bên Minh Niên thì dấu sớm mơ tả xoan châu mua thì tả xoan truy nã của mấy hiểu tả xoan mấy hiểu tả xoan thì chiếu khuân lơ ma thì chiếu khuân lơ ma a si chiếu khuân à thì chiếu khuân lơ ma chiếu khuân sẽ có một kết hôn chưa kết hôn ở chiếu khuân lơ ma ủa mấy chỗ nghỉ bằng chỗ à, tức là hai mấy chiếu quân đúng không à, ủa hai mấy chiếu quân dễ hai mấy nhiều nghỉ phấn nhỏ đúng không à, đấy như vậy cô thấy là em có thể hiểu được, nhưng mà tức là em không thể biểu đạt ra được, mặc dù cái câu đấy rất là dễ nhá đúng không à, đấy nhưng mà ý là không có người luyện nói với em nhiều ấy, nên em không biểu đạt ra được, nên bây giờ phải làm sao, luyện nói nhiều vào à, đấy mấy nhiều nghỉ phấn nhiều này, hai mấy chiếu quân này, năn ý tả xoan, tả xoan sớm mấy chiếu sớm hôm chiếu quân à, tả xoan sớm mấy sớm hôm chiếu quân à. Ủa tả xoan à, ủa tả xoan mình đến đi chí huân à, mình đến chí huân đúng không, thế thì phải nhanh chóng cháu nghỉ phấn yêu nhá xem trai mấy yêu nghỉ phấn yêu mà đã tả xoan mình đến chí huân thì phải khoai điển đúng không, khoai điển cháu nghỉ phấn yêu vâng. Rồi a xeo nào hiếu nỉ nó nỉ hiểu chứ có tả xoan mà hiếu mấy hiểu tả xoan. Ồ, mấy hiểu sớm có tả xoan. Ờ, mấy hiểu sớm có tả xoan, thấy chưa? Đấy nhá. Rồi, vậy chúng ta có từ tả xoan là dự định. Ờ, học rồi nhá. Cân đúng chưa? Cân từ này thì học quá nhiều rồi đúng không? Cấu trúc là gì? A, cân B, y chỉ, cộng động từ cộng tân ngữ nhá. Cân là sẽ đi với kết cấu này, đúng không? A, cân B, y chỉ, à, cộng động từ cộng tân ngữ, tức là A làm gì để cùng với B. Đó, thôi, cấu trúc này thì làm quá nhiều rồi. Đọc cho cô câu này xem nào. Chi? Ừ. Của cân nạt hứng yêu y chỉ truy khan cân ý. Ừ, rồi, hoặc là gì? Bạn đừng có theo tôi. Cái từ cân này còn có thể dịch là theo hoặc đi theo nữa cơ. Chi đọc nốt nào. Nhỉ pía cân. Ờ, đấy nhá, nhỉ pía cân ủa. Đấy, khi mà các bạn nói là đừng đi theo tôi, đừng có theo tôi, các bạn có thể dùng từ này nhá. Nhỉ pía cân ủa. À, pía cân ủa. Đấy. Cân. Đó, trai thứ đen chưa lẻng câu truy sự nào. Phương Hoa đúng không? A Hoa nào? Trai thứ đen chưa lẻng câu truy sự. A Hoa thiên chen mà em đọc ạ. Ừ, à, em đọc lại ạ. Của cân. Của cân nam bạn yêu y chỉ truy khan điện. Khan điện ạ. Điện điện ạ. Ừ. Với cả nì bia khan wo. À, nì bia khan wo. À, em đừng bật hơi cái âm này nhá. G đọc là âm cờ thôi. Em bị hơi bị bật hơi cái âm này mất rồi. Cân thôi, cân cờ ăn cân thôi. Trai thứ đen nào, nì bía cân ủa. Vâng, nì bía cân ủa. Ở đấy của em vẫn bị cái âm em đọc cái âm đấy thành âm ca đấy. Ờ, nì bía cân ủa thôi nhá. Ờ, lần trước đi học ở kia các thầy cô có nhắc thế không? Không ạ, à, em tự học mà cô. À, tự học à. Ồ đấy, thế nên là cái phát âm của em nó nhiều, cô thấy nó chưa đồng chuẩn. Thế nên em mới bảo cô từ đầu. Không sao, ừ nhá, học nhiều sẽ luyện. Âm này em đọc như chữ cờ, con cá ấy ạ, ăn cá của tiếng Việt ấy. Ờ, cá hoặc là cái ca, cái cốc. Cờ thôi, đừng đọc bật hơi. Cân, cấn, cân. Đọc lại xem nào. Cân. À, cân, nhẹ cân. Nhàng thôi. Cân, đúng không? Vâng. Rồi, ok. Nhìn cân của. Ờ, đấy, nhá, được chưa? Ừ. Vâng. Á, sợi nào, chị Thủy đâu? Đọc cho em một câu xem nào. À, cân. À, của cân nán phẩm dù y chỉ truy khang tên nhìn. Nì cân bế của. Nì bế cân của. Nì bế. Nì bé cân của. Bía nhá, bía. Nì bía cân của. Yeah. Ừ. Nì bía cân của. À, rồi, được chưa? Đó. Đặt cho cô một câu nào, chị Hoa đâu? Ừ. Chào ý cơ truy sự nhá. Có nghe thấy chị không ở... À, hả, ủa thinh chen lơ, ủa thinh chen lơ. Xem trai trái thinh chen, căng trái thinh của chen. Ok. Ủa cân nam thống yêu y chỉ truy khan tên nhỉ. Ừ. Nì bía cân của. À, hiểu mới hiểu. Bía tạo truy sự. Bía tạo truy sự là gì ạ? Bía tạo truy sự là đặt một câu khác đúng không? À, tuổi đúng rồi. Có câu khác không đúng không? Ừ. Ờ, của cân của tạo lão công y chỉ truy oán. À, y chỉ truy oán đúng không? Ừ, cân của lão công y chỉ truy oán. Bạn khác nào? Xin mời A Ứa. Ờ,
有别的句子吗？别的句子，嗯。你，你别，你跟我来。啊，我跟呢。嗯。Baby，你跟我来。你跟我来做什么？嗯，bạn đến cùng tôi để làm gì？hay là đến cùng với tôi để làm gì？ Nhì câu khác nhé. Của cân của tự thú sư len xí xua trung quấn. À, tôi hiểu rất tốt. À, của cân của tự thú sư len xí xua trung quấn đúng không? Ừ, đấy nhá. Thay vì mấy cái mà đi uống trà sữa thứ đấy là khép sơ sơ gọi là nó những cái câu đấy nó xưa lắm rồi. Chúng ta đừng đặt mấy cái câu uống trà sữa mẹ truy quán gì mấy đấy nhá. Để chưa đặt những câu khác đi đúng không? Để luyện những cái từ khác. Mục đích ở đây là gì? Vận dụng những cái từ mình đã được học rồi luyện hết đi. Còn những cái từ nào nó đã quá quen thuộc thì chúng ta hạn chế nói nữa thôi đúng không? Để tăng cái cơ hội cho những cái từ khác chúng ta vận dụng, được chưa? À, đấy nhá. Rồi xua gì tha hoặc là tráng tráng cân thúng sư len xí xua trung huấn là gì nhỉ? Thường xuyên cùng với cả đồng nghiệp luyện luyện nói tiếng Trung đúng không? Ừ, rồi ok. Biết thợ thúng xuyên nào, bạn khác có xem nào? Kim Ngân có câu gì không? Ừ, mỗi thiên chào sang của cân của tờ phóng yêu y chỉ truy bảo bụ. À, rất tốt đúng không? Tha xua sở mơ? Tha xua sở mơ ý sử? Tha xua. Ừ. Chị Hà nào, dịch câu bạn ấy vừa nói xem nào. Tha xua sure, sở mơ. Bạn ấy nói là hàng ngày bạn ấy và bạn tôi và bạn đi đâu? Thảo bu, con nghe thấy từ thảo bu không? Thảo bu là sở mơ? Tàn bộ. Ờ, chạy bộ tuần, đúng rồi đúng không? Hàng ngày buổi sáng hàng ngày là bạn ấy đều cùng bạn của bạn ấy đi chạy bộ, đúng chưa? Ừ, đấy nhá, như vậy chúng ta luyện những cái từ mà chúng ta ít gặp đi đúng không? Ừ, tăng cái tần suất những cái từ ít gặp lên thì chúng ta sẽ trở thành những cái từ đấy, nó sẽ trở thành những từ mà chúng ta lại hay gặp. Đấy, mấy cái câu mà xưa xưa thì đừng có nói nữa nhá, đúng chưa? Chị Sâm nào, câu gì cái không? Cái từ bảo viết thế nào? Sao ạ? Sâm ạ? Cái từ bảo pu viết thế nào ạ? À, bảo bật hơi lên nhá. Ừ, bảo pu. Ờ, bạn nào mà học sơ cấp 1 của cô là biết từ này rồi đúng không? Ừ, thảo nè, đây, cô viết lại cho nhá. Thảo bu nè. Đấy, đây là chữ Hán này, phiên âm nhá. Ở đây cô viết bằng chuột nên là chữ Hán nó hơi xấu một tí. Các bạn chỉ cần nhớ mặt chữ và nhớ được phiên âm thôi là đánh nó sẽ ra nhá. Thảo bu, à thảo bu, chạy bộ. Rồi, Son nào, hiểu sao mà truy sự mà. À, của cân hái chữ truy dấu dụng. À, tôi cân hái chữ truy dấu dụng đúng không? Ừ, dấu dụng là bơi nhá. Rồi, Son có câu gì không? Của cân nghỉ mân y chỉ suế khan nghỉ. Ồ, câu suế khan nghỉ xưa rồi, câu khác đi. Không chấp nhận câu này. Câu gì không? Nhiều mà. Của cân hảo phí lưu. À, tôi của cân của tập hướng nhiều ý chỉ truy lưu yếu đúng không? Ừ, nhá, đi du lịch đấy nhá, hay truy lưu chính. Rồi, ok. Đấy là chúng ta có từ cân. Đó, tiếp theo nào, ở trong sách chúng ta có một cái từ đó là từ A. Ừ, A ở đây là cái gì? A ở đây thì nó không có nghĩa nhé các bạn nhé. À, cái từ A nó gọi là một trợ từ ngữ khí thôi. Trợ từ ngữ khí tức là sao? Để tăng cái gọi là gì ạ? Cái cảm xúc cho câu đúng không? Tăng cái gọi là cái ngữ điệu cho câu thôi. Trợ từ ngữ khí tức là gì? À, nó hỗ trợ cho cái câu đấy tăng thêm cái ngữ điệu, tăng thêm cái ngữ khí thôi. Vậy thì A mà đặt ở cuối câu thì hay thể hiện cái ngữ điệu, cái ngữ khí đó là gì đấy ạ? Khẳng định một cái thông tin gì đấy nhá, khẳng định một cái thông tin gì đấy, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như là gì, chúng ta muốn nói là được thì bình thường chúng ta chỉ cần nói là hảo thôi, hảo hoặc là hảo tợ thôi. Nhưng nếu bây giờ các bạn muốn tăng cái ngữ khí cho câu lên, các bạn có thể nói là hảo á, à hảo á, đúng không? À, đấy, ví dụ nói là nghỉ cất của truy quán hảo mà, nghỉ cất của truy quán hảo mà, bạn đi chơi với tôi được không? Nếu chúng ta nói hảo vẫn được, nhưng mà các bạn tăng ngữ khí câu khẳng định lên, gọi là tăng ngữ khí khẳng định cho lên. Hảo á, được thôi, đúng không? Đấy, có lẽ mình có thể dịch là được thôi, à được thôi, đấy kiểu như thế nhá. Thì cái từ A nó sẽ hỗ trợ cho cái câu là gì? Tăng cái khả ngữ khí hay là tăng cái gọi là ngữ điệu khẳng định cái thông tin đấy, được chưa? Thì dùng là A. À, chúng ta sẽ tùy vào từng trường hợp chúng ta dịch nhé. Có lúc dịch là thôi cũng được, có lúc dịch là vậy cũng được, đúng không? À, thậm chí là nhé nhổng gì đấy. Thế là tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta dịch làm sao cho nó phù hợp với ngữ khí lúc đấy. Hiểu chưa? Đây, ví dụ cô có câu này, đọc cho cô câu này xem nào. Thiêm nào. Ừ,
你是不是刚买机票？嗯，是啊。嗯，đấy, nếu mà ví dụ chúng ta chỉ trả lời là sư cũng được, đúng không? Nhưng mà bây giờ tăng muốn tăng cái ngữ khí khẳng định hơn nữa, à, chắc chắn hơn nữa. Chưa, à, chưa, đúng vậy, đúng thế, đúng không? Ừ, đấy. Hay là gì? Câu này, đọc cho cô câu này xem nào. À, Phương Hoa nào, Phương Hoa đọc cho cô câu này đi. À, từ là gì nhỉ? Tháng sau đấy, tháng sau đọc là gì? Vâng. Xa cơ yuê. Xa cơ yuê. Xa cơ yuê. Xa cơ yuê, nì chi Trung Quốc. Ừ, Trung Quốc. Trung Quốc. Cung chua ma. Cung chua ma. À, cung chua ma, đúng không? Ừ. Cung chua ma. Và bạn này khẳng định là gì? Tuy à. Ờ, tuy à, đúng không? Bình thường mình nói là tuy, đúng. Thế nhưng bây giờ khẳng định, à, khẳng định cái thông tin này là chính xác hơn nữa. Sẽ nói là, ờ, tuy à, đúng vậy, đúng thế. Được chưa? Ờ, ok, nhá. Ờ, à, Ashwe nào, chạy túi bên. Nì sư bú sư càng mày chi chơ. Sư à. Xe cơ gia nì chi Trung Quốc cũng cho mà. Tuy à. Ờ, tuy à, đúng không? Biết đạo thống xế nào? Hưng. Ờ, nì sư bú sư găng mải chi chưa? Chi chưa, à, chi chưa. Ờ, sư à, sư à, sư à, xa cửa yuê nỉ truy Trung của cung chua ma. Ừ. Tuy à. À, tuy à, đúng không? Ừ, nào, bây giờ cô hỏi thực tế nhá. Á à, Khứa nào, chị Hà nào. Nỉ sư bú sư khấn hiểu chén. Nỉ sư bú sư khấn hiểu chén. Phú sư. À, phú sư à, đúng không? Đấy, có thể cái này không cứ gì khẳng định nhá. Các bạn có thể kiểu phủ định, nhưng mà gọi là khẳng định của cái phủ định cũng được. Gọi là phú sư à, không phải vậy, đúng không? À, không phải vậy, cũng được. À, phú sư à, phú tuê à, đúng không? Ừ, đấy nhá. Lý thi sấy xua, đúng không? Nghe ai nói vậy? À, ví dụ thế, thấy chưa? Rồi, tiếp nào, Chi. À, thinh xua, nỉ sư bú sư hiểu nắm phấn yêu lơ. Thinh xua, nỉ sư bú sư hiểu nắm phấn yêu lơ. Chi, à. Thì xua, nỉ sư bú sư hiểu nắm phấn yêu lơ. Em trả lời như nào? Câu này hỏi là gì đã? Nỉ sư bú sư hiểu nắm phấn yêu lơ. Có phải là có bạn trai rồi không? Đúng không? Phải có người yêu rồi không? Vậy tùy em. Gì? Khẳng định là gì? Bú sư à, đúng không? Bú sư à, ủa, hay mới hiểu nắm phấn yêu à, đúng không? Đấy, tức là thêm cái từ à cuối câu vào để nó tăng cái ngữ khí khẳng định lên. Không phải đâu, đúng không? Em đã làm gì có người yêu đâu. Đấy, thì cái từ đâu đấy, trong điều này có thể dịch ở đâu cũng được nhá. À, ủa, bú sư, à, bú sư à, đúng không? Ủa, mới hiểu nắm phấn yêu à, ví dụ như thế. Đấy, thì thêm cái từ à cuối câu vào nhá, thì câu nó sẽ làm sao hay hơn, đúng không? Ừ, đấy. Rồi, tiếp tục nào. Thế thì ở cái bài khóa số 1 này chúng ta sẽ có một cái điểm ngữ pháp mà tôi gọi là bổ ngữ kết quả. Thực ra cái này là học hết rồi, học hết rồi, tôi xuyên cua lơ, đúng không? Tôi xuyên cua lơ. À, có nhớ bổ ngữ kết quả là cái gì không? Sơ cấp 2 cô giảng rồi đấy. Đứng, thứ nhất là bổ ngữ kết quả nó sẽ đứng đâu đây? Đứng liền ngay sau động từ, đúng không? Biểu thị cái gì ạ? Ai nhắc lại cho cô cái điểm ngữ pháp này không? Biểu thị kết quả của hành động, đúng không? Nhớ không? Nhớ, bổ ngữ kết quả này là những cái từ mà đứng liền ngay sau động từ để biểu thị là gì? Sau khi chúng ta thực hiện hành động này thì sẽ có một kết quả như thế nào, đúng chưa? Và sơ cấp 2 cô có dạy các bạn một số các bổ ngữ kết quả chúng ta hay dùng nhất, đó là gì đấy? Làm gì đấy thấy đấy, có nhớ không? Gì dùng từ gì? Chen. Ờ, chen, rồi, đúng rồi. Hay là làm gì đấy được thì có thể dùng từ gì? Tao. À, tao, tôi đúng rồi, tao đúng không? Ừ, rồi gì nữa, làm cái gì đấy thành cái gì hay sang cái gì thì dùng từ gì? Quán. Chống, thành cơ mà, thành hoặc là sang cơ mà, chống, nhớ không? Ví dụ như khoan chống dân bình pi đấy, nhớ chưa? Đổi sang nhân dân tệ đấy. Hay là gì ạ? Ờ, làm cái gì đấy xong, làm cái gì đấy xong thì dùng cái gì? Quán. À, quán, đúng rồi, à, quán, đúng chưa? Ờ, à, đấy nhá, thì đấy là một số các kết quả. Hay là làm cái gì đấy sai, đúng không? Thì dùng gì? Thua. Thua. Rồi, thế còn làm cái gì đúng thì là gì? Tuy, đúng không? Nhưng còn rất nhiều các từ khác nữa, nhưng mà sơ cấp 2 chúng ta mới học một số các từ như vậy, đúng không? Thế ngoài ra có cái từ hảo này nữa này. À, vậy thì hảo này nó cũng có thể làm bổ ngữ kết quả được, và nó sẽ nhấn mạnh về cái gì? Đấy, ở đây người ta nói là gì đây? Đặt liền ngay sau động từ này thể hiện kết quả một hành động nào đó đã được hoàn thành nhá. Thứ nhất là nó sẽ nhấn mạnh là hành động này đã được hoàn thành xong, đã được hoàn thành xong, và nó sẽ khiến cho ta cảm thấy hài lòng. Tức là cái từ này sẽ hơi khác với từ quán một chút nhé. Cái từ quán này này. Đây, từ quán này. Quán này ấy, thì nó chỉ nhấn mạnh thông tin đó là gì?
hành động này đã được thực hiện với kết quả là xong rồi thôi. Còn có thể là gì, hài lòng hay không hài lòng thì nó không nhấn mạnh ở đây. Nhưng nếu chúng ta đã dùng hảo nhé, nếu đã dùng hảo này, thì nó vừa thể hiện là hành động này đã được thực hiện xong rồi. Và thứ hai là gì ạ, cái hành động này thường sẽ là gì, thực hiện với một kết quả rất là tốt và khiến cho người ta cảm thấy hài lòng, thì các bạn sẽ dùng là hảo. Tuy nhiên là khi dịch ấy, khi dịch thì đa phần các bạn cũng sẽ dịch là xong nhiều, dịch là xong nhiều. Nhưng mà ý là để hiểu sâu xa hơn ấy, nếu các bạn dùng quán thì là chỉ nhấn mạnh là hành động này được thực hiện xong thôi. Còn nếu các bạn dùng hảo là gì, hành động này vừa được thực hiện xong và vừa có một kết quả rất là tốt đẹp, thì mình sẽ hay dùng từ hảo để nhấn mạnh. Đó, hiểu chưa nhá. Đấy, ví dụ nói là gì, quần áo giặt xong rồi nhá, giặt xong rồi. Các bạn có thể nói là gì, y phụ xỉ quán lơ. Nhưng nếu mà dùng xỉ quán thì chỉ nhấn mạnh là gì thôi, à tức là hành động giặt quần áo này là được xong rồi thôi. Còn nó không nhấn mạnh là quần áo này đã được giặt đầy đủ hay là giặt sạch sẽ hay là gì hay chưa, đúng không? Nhưng nếu các bạn đã dùng hảo nhá, y phụ xí hảo lơ, thì vừa thể hiện là gì, ồ quần áo được giặt sạch, được giặt xong rồi và có thể là gì, giặt rất là sạch sẽ rồi. Đấy, tức là người ta sẽ ngầm hiểu theo ý nghĩa như thế nữa. Đấy, hiểu ý không? Thì người ta sẽ dùng từ hảo nhá. Vừa là thể hiện xong và vừa thể hiện là gì, hài lòng và có một cái kết quả thì thấy khá là tốt. Đấy, thì mình sẽ dùng là hảo. Tuy nhiên là khi dịch các bạn thì dịch là được hoặc là xong, tùy vào ngữ cảnh. Đấy. Đây, ví dụ đọc cho cô câu số 1 nào. Gì đây, xin mời Thiêm. Bài tập hôm nay làm xong rồi đúng không? Hôm nay chua yê chua hảo lơ đúng không? Các bạn có thể nói chua quán được không? Được nhá. Các bạn có thể nói là chua quán. Nhưng mà nếu các bạn dùng chua quán thì chỉ nhấn mạnh là gì thôi, tức là làm, ví dụ cô giáo cho 5 bài tập đúng không, thì là làm, ý là làm xong 5 bài tập đấy rồi. Nhưng ví dụ làm với kết quả là sai hay đúng, tốt hay là không tốt, thì chúng ta không nhấn mạnh ở đấy nếu dùng từ quán. Còn nếu các bạn đã dùng hảo thì thường mang ý nghĩa là gì, đã xong và làm sao nhỉ, có thể là gì, với kết quả đây là rất là tốt. Đấy, thì các bạn sẽ dùng từ hảo để nhấn mạnh. Hiểu ý chỗ này chưa? Đấy nhá. Sẽ là chim thiên tạo chua nhê của chua hảo lơ, đúng không? Hay là câu này, đấy, tôi vẫn chưa giặt xong quần áo, tức là vừa chưa xong và vừa chưa sạch. Đấy, thì sẽ dùng là của hái mấy gì đây, xí hảo y phụ nhá. Ủa hái mấy xí hảo y phụ. Đấy, thì đấy là từ hảo nhá. Hay là gì, cái việc này tôi đã làm xong rồi đúng không, hay là giải quyết xong rồi đi. Có từ giải quyết là gì, có ai biết không? Chia chuế thì nó phức tạp hơn. Các bạn dùng từ này cũng được này, pan. Cái từ pan này này, pan còn có nghĩa là giải quyết vấn đề nữa đấy. Đấy, vậy sẽ nói là gì, việc này tôi đã làm xong rồi và làm xong với kết quả tốt đẹp, thì mình sẽ dùng như nào? Chưa sư đúng không? Chưa sư gì? Của pan hảo lơ thôi đúng không? Đấy nhá, chưa sư của pan hảo lơ. Đấy, cái việc này tôi đã làm xong rồi và làm với kết quả tốt thì sẽ nói là pan hảo. Đấy là chữ hảo nhá. Nào, chai túi đen nhá, đọc lại cho cô hai câu này lần nữa nào. Son. Xin tiền tạo chua yê của chua hảo lơ. Của hai mấy xí hảo y phụ. Của hai mấy xí hảo y phụ đúng không? Hay là gì, tôi vẫn chưa rửa xong bát nào, bát đũa ấy ạ. Thử dịch cho cô của đấy xem nào. Ngân, tôi vẫn chưa rửa xong bát. Của hai mấy xí hảo quản. Tôi của hai mấy xí háo quản đúng không? Nhá. Hưng, Hưng có câu gì không? Đặt cho cô một câu nào. Chào cô truy sự. Của cháu chiều phục xí hảo lơ. Sao mà? Chơi chơi bên. Tôi thi. Phục xí hảo lơ. Của phục xí hảo lơ. Tôi của phục xí hảo lơ nhá. Phục xí là cái gì các bạn? Đều có từ phục xí ạ. Ôn tập. Một lát nữa ở bên dưới chúng ta sẽ học lại từ này đúng không? Phu xí á, ôn tập cái gì đấy? Rồi, của phu xí hảo lơ tức là gì ạ? Ôn tập xong rồi đấy, và vừa xong và vừa có thể là gì? Tốt đúng không? Đấy nhá, gọi là phu xí ạ, phu xí nhá, ôn tập. Phu xí. Rồi, okay. Các bạn có thể dở sách ạ. Dở sách trang số bao nhiêu đây? Chúng ta sẽ đọc một số các ví dụ đối với cái điểm ngữ pháp này nhá. Ti chỉ nhé. Ti ơ xứng nhé nhá. Trang số 20 ạ. Nhà bạn nào đang có trẻ con chúng ta tắt mic giúp cô. Trang số 20 nào. Đấy, đây, chúng ta có 4 câu ví dụ này. Tắt chen lên mà. Rồi, ti nào, bao của túi xa ti truy. Câu đầu tiên, Ngân.
我不能跟你出去玩。明天的。đang đọc cái chúng ta đang học về cái bổ ngữ kết quả hảo, chúng ta sẽ đọc các câu ví dụ ở trong sách cho cô ấy ạ, trang số 20 ấy. Hiểu không? Đây này. Dạ vâng. Đấy nhá. Chín quán đó, chín quán đó, điện ảnh. Xiao Cang. Xiao Cang, chứ là Xiao Cang. Xiao Cang, Xiao Cang ý chín mày hảo. Hảo gì nhỉ? Piao, à đây là piao ạ, piao là gì? Hải. Bé, à bé. Hảo piao là. Ừ. Câu này nghĩa là gì? Dịch cho cô đã nào. Buổi tối, gì, điện ảnh nhỉ? Phim tối nay. À. Xiao Cang ý chín mày hảo piao. Xiao Cang đã mua vé à cô? Mua được vé rồi. Ờ đúng rồi, trong trường này ý là gì? Mua được vé rồi, kết quả đấy đúng không? Thể hiện kết quả là đã mua được cái vé này rồi đúng không? Ừ, đấy nhá, nên dịch là được trong trường hợp này. Đấy, tôi tiếp nào, câu số 2 là gì? Fan. Chứ hai mấy chưa hảo. À cái này từ này là fan, không phải chứ, đây là fan. Fan hai mấy chưa hảo. Chính nghỉ đợi ý xa. Đợi ý khuây. Cơm vẫn chưa. Vẫn chưa nấu xong cơm à? Ừ, đúng rồi, ý là cơm vẫn chưa bạn nấu xong. Đợi một chút. À, xin bạn hãy đợi một lát. Ừ. Rồi, ok. Ti San Thứ Ti Sư nào, đọc cho cô số 3, số 4 nhá. Thì nhà chị Hoa nào. Truy chứ sao? Lủy yếu là du lịch. À, truy lủy yếu tờ Tung si chuẩn bị đấy ạ, chuẩn bị hảo. Chuẩn bị nghĩa là sao? Có dịch không? Tức là cái đồ để mang đi du lịch thì đã chuẩn bị xong chưa? Tuệ đúng rồi nhá. Ti sư nào số 4 là gì? Các bạn có thể nhìn trong sách nhá, cái này ở trong sách các bạn có đấy ạ. Nếu mà nhìn ở trên slide nó bé quá, mở sách ra trang số 20 ạ. Của Khái Mấy. Sáng. Hồng nào, Hồng đọc cho cô số 4 xem nào. Quả hai mấy sáng hảo, yào bú yào cân nỉ truy ba. Cân nỉ truy lơ, nghĩa là sao? Câu này nghĩa là gì? Tôi vẫn chưa nhớ. Các câu này không dịch là ngờ nhớ nhá. Từ sẻng có nhiều nghĩa lắm. Sẻng có thể dịch là muốn này, còn có thể dịch là nghĩ nữa này, đúng không? Có thể dịch là nhớ, nhưng trong trường hợp này có dịch nhớ không? Không, cái dịch là gì? Nghĩ, ý là tôi vẫn chưa nghĩ xong, đúng không? Là gì? Yào bú yào cân nỉ truy là sao? Có phải là cùng bạn đi không? Nó dịch là có nên, đúng không? Tôi vẫn chưa nghĩ xong là có nên cùng bạn đi hay không nhá. Đấy, thì đấy là cái câu này. Vậy chúng ta có các từ như là mái hảo này, mua được này, đúng không? Thể hiện kết quả này. Chua hảo này, làm được, làm xong này. Chuẩn bị hảo này, chuẩn bị xong này, đúng không? Hay là sáng hảo, nghĩ xong, nghĩ được. Được chưa? Đấy nhá. Đấy là từ hảo làm bổ ngữ kết quả. Rồi, trai túi đen chưa sư câu truy sự nào? Ai hứa đâu, chị Nga, đọc lại cả bốn câu này lần nữa nhá. Đấy. Luyện đọc nhiều vào chúng ta sẽ quen mặt chữ. Chim ngoạn tợ tên đỉnh, xảo căng, chim mãi, mãi hảo, kheo lơ. Cách cơ bố bà. Phan. Phan thế mấy, chua, hảo. Chính nghỉ, tặng quay, truy lý diếu tợ, tung sĩ, chuẩn phê hảo lưu ma. Của hai mấy hảo, giao phú giao cân nghỉ truy nơ. Rồi ok, bạn khác nào xin mời Hiếu, trai túi đen. Xiao Cang mãi lư. Đâu bốn câu ví dụ này mà em, ở đâu ra đấy? Trang 20 mà em. Cái phần mà chúng ta đang học về bổ ngữ kết quả hảo cơ mà. Vâng, cô trả em chút. Nhìn chưa? Rồi. Thì bạn khác nhá. Xin mời chị Sâm nào. Trinh quản tờ tên nhìn xẻo can để trinh mãi mãi hảo phêu lơ. Phan hải mấy chua hảo. Chính nghỉ tầng y quay chua truy dấu tờ truy lì dấu tờ tung si chuẩn bay hảo lơ ma hoài mấy sẻng hảo
Gia bố giao cân để truy nơ. À, gia bố giao cân để truy nơ, được chưa? Rồi, ok nhá. Đấy. Rồi nào, bây giờ chúng ta mới quay trở lại phần bài khóa đây ạ. Ừ, quay trở lại phần bài khóa đầu tiên. Đấy, như vậy đấy là tất ôi, cả. Dạ. Chỉ cắt màn một chút. Cái câu thứ nhất ý, có chữ xẻo cang vào để làm gì ấy? Đấy là tên người ạ, tên người nhá, dịch là tiểu cương. À, tên người. À, vâng, vâng. Được chưa? Rồi, ok. Đấy. Đây. Chính là bạn này luôn này. Ở cái phần danh từ riêng của bài khóa số 1 ấy, nó có cái hai cái bạn danh từ riêng Xiao Ly. Đây là hai nhân vật sẽ xuất hiện trong xuyên suốt trong HHK3 này nhá. Đó là bạn Tiểu Lệ ạ, và Xiao Cang ở đây là Tiểu Cương, dịch là tên người thôi, đây là hai tên người thôi. Đấy, ở đây người ta dịch là anh Cương chị Lệ đúng không? Đấy, dịch là Tiểu Cương Tiểu Lệ cũng được. Đó, nào, ông Mạnh Khai Sa Ti Khơ Quân nhá. Vậy chúng ta sẽ xem cái bài khóa đầu tiên. Ừ, bài khóa đầu tiên nào. Đọc cho cô bài khóa đầu tiên xem nào. Xin mời một bạn nhá. Ngân nào, Ai Yến. Cô Trang, Trang thứ mấy đấy ạ? À, chúng ta quay trở lại bài khóa đầu tiên, trang số bao nhiêu đây? Trang số... Trang này là trang bao nhiêu? 18. 18, ở đây rồi. Nhưng cô nói rồi nhá, cô nói lại này. Tức là cái HHK3 chúng ta sẽ học hết từ mới của bài 1, đúng không? Sau đó sẽ đọc bài khóa bài 1. Tức là coi như là chúng ta học kiểu cuốn chiếu luôn đấy ạ, học hết luôn. Sau đó chấp nữa là gì? Sang đến bài số 2 nó sẽ lại học từ mới của bài số 2, học ngữ pháp của bài số 2 và sau đó là gì? Sẽ đọc bài khóa của bài số 2 luôn. Có hình dung không? Đấy nhá. Em bắt đầu nhá. Ờ, đọc cho cô đi. Xiao Li, châu mua ni hiểu sớm mà tả xoan. Xiao Cang. À, không, không, không cần phải đọc cái Xiao Li, Xiao Cang này đâu. Đây là người ta dẫn lời của hai nhân vật thôi, đúng không? Chứ chỉ cần đọc cái phần nội dung bên trong thôi. Ủa chào... Wǒ chǎo jiù à, wǒ zǎo jiù. Wǒ zǎo jiù hǎo le. Xiǎng hǎo le. Zhì fàn. Wǒ zǎo jiù xiǎng hǎo le. Qíng nǐ zhì fàn. Hān diàn nǐng hě hā fèi. Rồi. Qíng wǒ. Shì wǎ. Wǒ yǐ qīng zǎo zǎo hǎo. Fàn guǎn le. Fàn guǎn le.电影票也买好了。我还没想好要不要跟你去呢。要不要跟你去呢？好，别的同学呢？Tim，再读一遍。周末你有没有打算？你有什么打算？我早就想好了，请你吃饭，看电影，喝咖啡，请我。是啊，我已经找好饭馆了。电影票也买好了。我还没想好要不要跟你去呢。啊，好，反差呢？其他呢？再读一遍。周末你有什么打算？我早就想好了，想好了，请你就想好了，请你吃饭。有看电影，喝咖啡。是请我。是啊。我已经找。Cháu hảo phan quản lơ. Tiên đỉnh bèo dễ mãi hảo lơ. Dễ mãi hảo lơ nhá. Dễ mãi hảo lơ. Dễ mãi hảo lơ. Quả hãy mấy sáng hảo. Giao bù giao cân nỉ suy lơ. À rồi ok. À xinh nào Hưng. Cháu gửi bên. Châu mua nỉ dấu sấn mơ tả xoan. Ủa cháu chiêu sáng hảo lơ. Chính nỉ chư phàn. Chư phàn, không đọc chư phàn nhá. Chính nỉ chư phàn. Chính nỉ chư phàn. Khan điên nhỉnh. Khưa cà phê. Khưa cà phê. Chính ngủ. Xưa. Của ý chinh cháu hảo phan quản lơ. Điên nhìn theo dễ mãi hảo lơ. Của hai mấy sáng hảo gia bù giao
cần nỉ truy nơ. À, hảo. À, Hùng nào, chắc thử ven. Châu mua, nỉ dầu sớm mà tả xoan. Ủa chào chiêu xíu hảo lở. Chính nỉ trừ phan, khan tiên nhịn, hưa cà phê, chính quả. Sư là, ủa ý chinh, cháu hảo, phan hoàn lơ. Tiên nhịn, bèo, dễ mải hảo. Chắc thử ven này, tiên nhịn phèo nhé, tiên nhịn phèo. Tiên nhịn bèo. Ừ, đừng đọc là pheo, pheo, môi và bật hơi, pheo, pheo, ừ, điện ảnh pheo, vậy mà hảo là, ừ, tôi mới xem hảo, có muốn đi cùng bạn không? À, hảo, rồi, ok, Phương Hoa nào, chạy tới bên. Châu mua, nỉ, nỉ có gì mơ đả xoan, tôi... Chào chào chào. Ủa chào chiêu nhá, trái thứ bên này. Ủa chào chiêu. Ủa chào chiêu. Chào chào chào. 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 Chào Ờ, rồi, ok, không sao. Tiếp này, tên ỉm phèo nhé, tên ỉm phèo. Tên ỉm phèo, dễ mãi hảo lơ. Ờ, ủa, hài mấy sáng... Sáng hảo. Sáng hảo. Yào bù yào cân nỉ chú, à, chú lơ. À, yào bù yào cân nỉ chú nơ, đúng không? Á Sởi nào, Á Sởi, chạy thử bên. Châu mô, nỉ dầu sớm mơ tà xoan. Wo chào wo chào chiêu sáng hào lơ chính nì chơ phan khan ten in hơ cà phê chính quả chính quả xưa wo ý chinh chào hào phan quản lơ ten in theo dạ mài ten in theo dạ mài hào lơ và hải mỹ sáng ảo giao vũ giao cân lì chi nơ à giao vũ giao cân lì chi nơ đúng không? Rồi ok, trước khi dịch này chúng ta sẽ để ý cho cô một cái kết cấu như này. Đây cũng là một cấu trúc nhá, chúng ta có kết cấu là chảo chiêu cộng với cả động từ cộng với lơ. À, từ đọc là chảo này, chiêu cộng động từ cộng với lơ nhá, cấu trúc này. Vậy cấu trúc này sẽ dịch là cái gì? Chảo có nghĩa là gì? Đã sớm ạ. Ờ sớm đúng không? Từ đúng rồi. Chảo chiêu, chiêu thì đây là đã. Như vậy mình có kết cấu là chảo chiêu này, sau đó có thể cộng với một động từ nào đấy và cộng với lơ ở cuối. Vậy kết cấu này sẽ dịch là sớm đã thực hiện một hành động gì đó rồi nhá. Sớm đã thực hiện một hành động gì đấy rồi. Đấy. Vậy mình có thể dịch như nào cho nó xuôi? Mình có thể dịch là đã thực hiện một hành động gì đấy từ rất lâu rồi nhá. À, cái từ này này có thể đổi về cái kết cấu đó là đã thực hiện hành động gì đấy từ rất lâu rồi. Đấy, mình sẽ dùng là chảo chiêu cộng động từ cộng với lơ, đúng không? Cô lấy ví dụ như thế này, cô hỏi các bạn là gì? Nỉ chía khuân lơ ma? À, nỉ chía khuân lơ ma? Bạn kết hôn chưa? Thay vì nói là gì? Ủa chía khuân lơ hay là ủa chía khuân san nén lơ? Tôi kết hôn được 3 năm rồi đúng không? Thì các bạn muốn nhấn mạnh là gì? Tôi kết hôn từ rất lâu rồi, tức là từ sớm tôi đã kết hôn rồi đấy, sẽ nói là gì? Ủa chảo chiêu chía khuân lơ. À, ủa chảo chiêu chiếu quân là, thì khi nghe cái câu này là thể hiện là gì? À, tức là chúng ta kết hôn từ rất lâu rồi. À, đấy, hiểu ý chưa nhá? Hay là gì ạ? Ừ, cô gọi điện cho chồng cô bảo là gì? Nghỉ khuấy cha lơ ma, đúng không? Nghỉ khuấy cha lơ ma, anh đã là gì đấy? Về nhà chưa, đúng không? À, ví dụ chồng cô về được độ 1-2 tiếng rồi thì ông ấy sẽ nói như thế nào? Anh về lâu rồi đúng không? Anh về từ lâu rồi đấy, sẽ nói là à, ủa chảo chiêu à, tuổi ủa chảo chiêu khuấy cha mà. Ồ đấy nhá, ủa chảo chiêu khuấy cha là, hiểu chưa? Đấy. Hay là gì? Đi sa pan lơ ma, đi sa pan lơ ma. Về nhà à, tan làm chưa đúng không? Nếu các bạn đã tan làm rất lâu rồi các bạn sẽ nói như nào? Ủa chảo chiêu. Chiêu sa pan. À, đây chảo chiêu sa pan là, đúng không? À chảo chiêu sa pan là. Đấy. Hay là gì? Nǐ hě nǔ pěng yào zěn me yāng le? Nǐ hě nǔ pěng yào zěn me yāng le là sao? Bạn và
bạn gái như thế nào rồi đúng không? À đấy, ví dụ thế, thế cô sẽ nói là gì? Ủa mân chảo chưa phân sổ lơ, chảo chưa phân sổ lơ là sao? Chia tay sớm. Chia tay lâu rồi. Ờ, chia tay từ lâu rồi nhá. Ờ, đừng dịch là sớm không hay. À đấy, mặc dù kết cấu này là sớm đã thực hiện cái gì nhưng chúng ta nên dịch ngược lại là làm cái gì đấy từ lâu rồi nhá. À đấy, ủa mân chảo chưa phân sổ lơ đúng không? Đấy, như vậy để ý cái kết cấu này cho cô được chưa nhá. Rồi, nào, bác của Fanny Isa dịch cho cô cái đoạn này xem nào. Xin mời một bạn nhá. Chị Sâm nào, Fanny nào. Cuối tuần bạn có dự định gì không? Ừ. Tôi sớm đã nghĩ xong rồi. Ừ, hoặc là tôi hoặc là anh nghĩ xong từ lâu rồi đúng không? Chứ xưng hô anh em đi. Xẻo Ly với Xẻo Cang xin nắm nghỉ phấn nhiêu nhá. Hai bạn này là người yêu với nhau. À đấy. Thế thì anh Tiểu Cương bảo là gì? Ồ, anh nghĩ xong từ lâu rồi đúng không? Thì anh sẽ mời em làm gì đấy? Mời bạn đi mời em đi ăn. Ừ, gì nữa? Ăn xem phim, phim uống cà phê. À, uống cà phê. Thế thì chị Tiểu Lệ em bảo là mời em à. Ờ, mời em á, đúng không? Ừ, thế anh này bảo là đúng vậy. Ừ. Anh đã gì? À, anh đã tìm được à, đúng không? Chứ gì tìm được. Quán ăn rồi. Xem phim vé tên mình theo dịch là vé xem phim rồi. Thì cũng mua xong rồi đúng không? Thế chị này thì lại nói là gì? Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ xong có đi nên cùng anh không? Ừ, đúng rồi, có nên đi cùng anh hay không? Đúng chưa? Tức là chị này thể hiện cái giọng kiểu con gái mà đúng không? Hay có cái kiểu như thế. Nhưng mà em đã nghĩ, em chưa nghĩ xong là có nên đi cùng anh hay không? Đấy, vậy cho anh hiểu bài số 1 chưa? Nhá, rồi ok. Chia sẻ đi cơ quan ạ. Tiếp theo nào, thì cơ quan nhá. Chúng ta sẽ xem bài khóa số 2 sẽ có những từ mới gì đây ạ? Đọc cho cô từ 5 đến 9 xem nào. Son, 5 từ này. Y chữ, dấu xì, chua lê, cháo xí, phụ xí. Rồi, ok. Nào, bây giờ chúng sẽ đi lần lượt vào từng từ một nhé. Đấy. Ở đầu tiên ạ, chúng ta có phó từ y chữ ạ. Y chữ. Thực ra cái từ này cô đã từng dạy các bạn ở trong cái sơ cấp 2 rồi đấy. Các bạn có nhớ không? Rồi nào, y chứ nhá. Ừ, phó từ. Mang nghĩa là gì đấy ạ? Cứ như thế nào đấy suốt? Hay là luôn? Vậy cái từ này sẽ thể hiện cái gì? Thứ nhất là y chứ là nó sẽ luôn luôn đứng trước động từ nhá. Vị trí của nó này, vị trí của nó là sẽ đứng trước động từ. Biểu thị cái gì ạ? Người ta nói là thể hiện một hành động đấy liên tục, không bị gián đoạn đúng không? Hay là một trạng thái nào đấy cứ tồn tại như vậy từ trước cho đến thời điểm nói, nó không bị thay đổi về mặt trạng thái thì người ta sẽ dùng là y chứ nhá. Nói lại này, thế nhất là đứng trước động từ hoặc là tính từ cũng được, cũng có thể là tính từ, thể hiện là một hành động nào đấy này xảy ra một cách liên tục, chưa hề bị gọi là gián đoạn, hay là một trạng thái nào đấy cứ tồn tại như thế cũng chưa hề bị thay đổi về mặt trạng thái gì cả. Đấy. Vậy khi dịch các bạn sẽ dịch là cứ như thế nào đấy suốt hoặc là vẫn luôn như thế nào nhá. Y chứ ạ. Đây, đọc cho cô câu này xem nào. Ừ, có ai đọc được cô câu này không? Từ sáng đến giờ con cứ đấy đúng không? Cứ chơi máy tính suốt. Đấy, thể hiện là gì? Cái hành động chơi máy tính của anh này này, chơi máy tính của anh này là sao? Chưa hề ngừng nghỉ lúc nào. Cứ suốt, ví dụ từ 8 giờ sáng đến 10 giờ hay là đến 12 giờ trưa đúng không? Cứ như thế chơi, chưa hề ngừng nghỉ. Thì người ta dùng y chứ này để thể hiện. Đó, bài tập đã làm xong chưa? Đúng không? Nào, đọc cho cô câu này xem nhé. Chị Hoa nào. Đúng không? Từ sáng đến bây giờ là cái gì? Chúng trở sang tao xem trai nghỉ y chứ quán tên nào. Đúng rồi. Bài tập về nhà đọc chua dê chua hảo lơ mà. Ờ, tuổi đúng rồi, rất tốt. Chua dê chua hảo lơ mà, đúng không? Bạn khác nào? Chị Hà, trái túi đen. Chúng trở sang tao xem trai y chứ quán tên nào. Máy tính đọc là tên nào nhé. Y chứ quán tên nào. Y chứ quán tên nào. Chua dê chua hảo lắm mà. Ngân nào, trái túi đen. Chúng chào sang tao xin trai nghỉ y chứ quán tiên não chua dê chua hảo lắm mà. Rồi ok. Vì nhà Hưng. Chúng chào sang tao xin trai. Tao xin trai nghỉ y chứ quán điện quán yếu xí quán tên nào quán điện não chua
chưa hảo đâu mà. À, chơi game chưa hảo lơ mà, được chưa? Đấy, như vậy chúng ta có từ y chứ nhá, thể hiện là hành động chơi điện tử của anh này đúng không? Cứ xuyên suốt như thế, chơi máy tính xuyên suốt như vậy, không nghỉ. Hay ví dụ như này, câu số 2 ạ. Anh ấy vẫn luôn luôn rất là nỗ lực học tập, vì vậy mà học rất giỏi. Như vậy ở đây người ta muốn nhấn mạnh về cái trạng thái nỗ lực đúng không? Trạng thái gọi là học tập nỗ lực, học tập chăm chỉ của anh này là gì? Từ trước cho đến giờ vẫn chưa hề thay đổi một chút nào, vẫn như thế. À, thì người ta dùng y chứ để nhấn mạnh. Vậy sẽ nói là thay y chứ thì đấy khấn nủ ly xuế xí, xuế gì làm sao? Xuế tọ khốn hảo, được chưa? Đấy nhá, y chứ. Đọc cho cô lại câu số 2 một lần nào, hiểu? Thay y chứ khấn nủ ly xuế xí. Suy tọ hẳn hảo. Ừ, à, ok. Hay ví dụ cô có câu này, mưa cứ rơi suốt 3 ngày rồi đúng không? Như vậy ở đây cái hành động mưa, người ta muốn nhấn mạnh là hành động mưa này làm sao? Trong 3 ngày vừa rồi là gì? Chưa hề có lúc nào nó tạnh cả. Lúc nào nó cũng rơi như thế, lúc nào nó cũng vẫn mưa như thế. Đấy, thì người ta dùng y chứ để nhấn mạnh, đúng chưa? Nhủy y chứ xa san thiên lở. Nhủy y chứ xa san thiên lở. Chúng ta có từ xa nhủy là động từ trời mưa đúng không? Thế bây giờ đổi ngược lại, mưa ở đây sẽ là nhủy, còn động từ rơi ở đây sẽ là xa nhá. Sẽ nói là nhủy y chứ xa san thiên lở. Đấy, thì sẽ là dùng y chứ trong các cái ngữ cảnh như thế này. Rồi, đọc lại cho cô cả ba câu này nhá. Trong lúc các bạn sẽ check ví dụ này, chị Nga đâu? Ừ, check túi bên ạ. Chúng chào sang tao xem trai nỉ y chứ quán tên nào chua dê chua hảo lâm ma quán tên nào chua dê chua hảo lâm ma ha y chứ hẳn nỗ lực xuế xí xuế y xuế tợ hẳn hảo xa y chứ xa san thiên lơ. À, mạng nhà chị Nga nó kiểu gì ấy, nó giật giật, lúc thì nó đọc chậm, lúc thì nó đọc tua nhanh lắm. Thiêm nào, ừ, chơi đuối bên. Chơi bên. Chúng chào sang, tao xe chai nỉ y chứ hoán tiên nào, chú nê chua hảo lắm mơ. Tha y chứ hẳn nỗ lực xuế xí, xuế yỉ, xuế tợ hẳn hảo. Đây là 雨一直三天了，嗯，下三天了，懂chưa? Chị Hoa nào? Chúng chào sang tao xem trai, nhỉ ý chứ hoán đen nào, chú dê chú hảo lâu mà? Tha ý chứ hẳn nỗ lực xuế xí, suy xuế hẳn, xuế tợ hẳn hảo. Xe ý chứ xa, san thiên lợ. Rồi bây giờ dịch cho cô một số câu sau nhé, sử dụng từ y chứ này, ví dụ nói là gì? Anh vẫn luôn rất là thích em đúng không, thì sẽ nói như thế nào? Chị hoặc là Son đi, Son nào? Anh vẫn luôn yêu em, anh vẫn luôn thích em đúng không, thì sẽ nói là gì đấy? Ủa y chứ ai nhỉ thôi đúng không, hay là ủa y chứ xỉ khoan nhỉ, được chưa? Đấy nhá, anh vẫn luôn yêu em đúng không, hay là gì? Xin mời một bạn khác nào, chị Hà nào. Tôi vẫn luôn làm sao đây? Tôi vẫn luôn thích học tiếng Trung đi đúng không? Tức là cái tình yêu của mình đối với tiếng Trung chưa hề thay đổi tí nào. Đấy, sẽ nói như nào? Của ý chứ. Của ý chứ sĩ hoan, xuế sĩ Hàn Mỹ. Đấy, hiểu ý chưa nhá? Ý chứ sĩ hoan, xuế sĩ Hàn Mỹ đúng không? Đấy, thì mình có từ ý chứ ạ. Hiểu được chưa? Rồi, tiếp theo chúng có từ yếu xì. Yếu xì. Danh từ nhá, yếu xì. Đây là danh từ, các bạn có thể dịch là game cũng được, có thể dịch là trò chơi nhá, game hoặc là trò chơi. Yếu xì. Vậy thì chơi game hoặc là chơi trò chơi thì mình sẽ sử dụng động từ gì ở đằng trước từ này đây? Quán yếu xì đúng không? Quán yếu xì nhá. Mà các bạn có thể nói là chơi game điện tử đấy, nếu mà cụ thể hơn là chơi game điện tử, chúng ta có từ điện tử là gì? Từ đọc là gì? Đúng rồi, mình sẽ nói là quán tiên chữ yếu si, là cụ thể là chơi game điện tử nhá. Còn quán yếu si thì đôi lúc chỉ là chơi game hoặc là chơi trò chơi gì đấy thôi, nó không phải là điện tử đấy. Thế còn cụ thể là quán tiên chữ yếu si sẽ là chơi game trên điện tử.
Hưng, lý sĩ hoan quán tiên tử yếu xì mà? Lý sĩ hoan quán tiên tử yếu xì mà? Ủa, hắn sĩ hoan. À, hắn sĩ hoan đúng không? Hiếu, nỉ nơ, lý sĩ hoan quán tiên tử yếu xì mà? Ủa, hắn sĩ hoan. Ồ, dễ hắn sĩ hoan đúng không? Ồ, dễ hắn sĩ hoan. À, bế đợi thống xuyên nào thế gì nhỉ? Phương Hoa, nỉ nơ, lý sĩ hoan quán tiên tử yếu xì mà? À, bù sĩ hoan đúng không? Ừ, đấy nhá, rồi, ok. Nào đọc cho cô câu này xem nào. Anh ta hàng ngày chỉ chơi điện tử, không nỗ lực học tập đúng không? Ở đây chúng ta có từ chỉ ạ. Chỉ đọc là cái gì? Chữ. À, từ đọc là chữ nhá, đúng rồi. Chữ, chữ. À, chữ. À, chị Thủy nào, Ashe, Quý Ben nào. Anh ấy hàng ngày chỉ có chơi game thôi đúng không? Không nỗ lực học tập. À, ta mày thêm chữ hoán, tên chữ yếu chi, bu nỗ lực sẽ xí. À, đúng rồi, nỗ lực học tập đúng không? Á Hùng nào không? Quý Ben. Ta mỗi thiên chủ quán điện tử yếu xì, bu nỗ lực học tập. À, đấy, bu nỗ lực học tập đúng không? Đấy. Hoặc là gì? Cái từ quán yếu xì này không cứ gì là chơi game ở trên máy tính điện thoại đâu nhá. Nó còn có thể là chơi một trò chơi gì đấy. Ví dụ chúng ta tổ chức một cái trò chơi gì đấy cũng có thể dùng từ này được ạ. Sẽ nói là quán yếu xì nhá. Đây, chúng ta chơi một trò chơi nhé, đúng không? À, chơi một trò chơi nhé sẽ nói là gì? Ủa mân quán ý cười yếu xì ba. À, lúc này nó sẽ hiểu trong cái nghĩa đó là chơi trò chơi như thế này. Ủa mân quán ý cười yếu xì ba. Đấy nhá. Được chưa? Đó, ok. Tiếp theo chúng ta có từ chua dê ạ. À, chua dê đúng không? Ừ, từ này thì cũng học rất nhiều lần rồi. Danh từ ạ, bài tập. Và thường cái này để chỉ bài tập về nhà nhé. Gọi là chua dê. Chua dê. Vậy làm bài tập về nhà là gì? Chúng ta sử dụng động từ gì? Chua dê. Đúng chưa? Chua dê. À, chua dê. Ờ, chúng ta hay có nha, các bạn hay nói là em gửi bài tập cho cô đúng không? Thực ra là các bạn hay gói cho cô cái gì? Lão sư ủa pha chua dê ấy gì? Ờ, thực ra là người Trung Quốc ít nói thế lắm. Người ta hay dùng cái câu kết cấu như thế này nhá. A kể B treo chua dê. Ví dụ các bạn nói là lão sư ủa cái nỉ treo chua dê nhá. Ờ, đấy, sẽ dịch là nộp bài tập treo. Lão sư, ủa kể nín treo chua dê. Đấy. Còn nếu không, các bạn chỉ cần nói là lão sư chưa sửa tự chua dê, nín băng của khan ý xa. Thế là được. Đấy. Không cần thiết phải nói pha chua dê gì đâu. Đó, có thể hay, các bạn hay ghi mấy cái từ đấy đúng không? Ừ. Nó không sai, nhưng mà người Trung Quốc ít nói thế. Người ta sẽ không dùng thế mấy. Đấy, treo nhé, từ này. A kể B treo chua dê, tức là A nộp bài tập cho B. Nào, ví dụ hỏi bạn nộp bài tập cho cô giáo chưa, đúng không? Chị Nga nào? Nǐ gěi lǎo shì jiào zuò yè le ma? À, đúng rồi, được chưa? Nhá, nǐ gěi lǎo shì jiào zuò yè le ma, đúng không? Trái túi đen nào, Phương Hoa, đọc lại cho cô cả các cái cụm này nhá, tất cả các cụm này. Chua dê, đọc lại nào, chua dê. Ừ. Chua chua dê. Chua chua dê. Ừ. A. Ở A kể B. Treo chua dê. Treo chua dê. Ừ. Nhĩ kể lão sư. Treo chua dê. À, treo chua dê lơ mà. Được chưa? À, nhá. Tiếp theo nào, chúng ta có từ cháo chí. Từ này thì mới hoàn toàn này. Từ này chúng ta chưa gặp bao giờ. Cháo chí. Sử dụng như một tính từ nhá. Ừ, cháo chí ạ. Mang nghĩa là gì ạ? Lo lắng, vội vàng hoặc là gấp, gấp gáp. Từ này rất nhiều nghĩa nhé. Tùy từ ngữ cảnh mà các bạn dịch cho nó phù hợp. Lo lắng này, vội vàng hoặc là gấp gáp. Cháu chí ạ. Đây, ví dụ cô câu này. Sức khỏe của mẹ rất tốt, em đừng lo lắng. Thì lúc này cái từ cháu chí sẽ dịch là lo lắng nhé. Đọc cho cô câu này xem nào. Xin mời chị Sâm ạ. Mama thân thị thân hào bố giao cháu chí à bố giao cháu chí đúng không? Ừ, bố giao cháu chí. Đoạn khác nào, Hưng. Mama thân thị thân hào nỉ bố giao
cháo chí. À, bú yào cháo chí, được chưa? Hoặc là gì ạ? Đây, cháo chí còn có thể dịch là vội hoặc là vội vàng nữa. Ví dụ cô có câu này, thời gian vẫn sớm, bạn đừng vội đúng không? Chơi thêm một lúc nữa. Chi thì đọc cho câu này xem nào. Hái, đây là vẫn mà vẫn là hái, xứ chen hái chảo. Chảo. Bia cháo chí. Ừ. Chai 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 quán. Chai quán y sa ba. À, sa quán y sa ba. Đúng rồi, son nào. Chai túi bên. Xứ chen hái chảo, bia cháo chí, chai quán y sa ba. À, chai quán y sa ba, được chưa nhá. Đấy. Hoặc là cái từ cháo chí nào còn dùng trong một ngữ cảnh này rất là hay nữa này. Đó là gì ạ? Người ta có cái câu như thế này. Anh ấy mới 20 tuổi nhưng mà trông lớn trước tuổi. Những cái người mà tức là chúng ta thấy là gì, người ta hay già trước tuổi, trông kiểu như là già dặn hơn so với cái tuổi mà người ta lẽ ra người ta có. Thì người ta cũng có hay dùng cái từ cháo chí để thể hiện này. Và cái từ này đọc như nào? Từ đọc là chảng tợ hần cháo chí nhá. Chúng ta có cái cụm này, đọc là chảng. Cái từ đầu tiên đọc là chảng này. Chảng này đứng một mình có nghĩa là gì biết không? Lớn lên hoặc là trông như thế nào nhá, mình hay dịch là lớn lên như thế nào hoặc là trông như thế nào. Như vậy chẳng tợ hần cháo chí có nghĩa là gì? Tức là bị lớn lên một cách gấp gáp ấy, bị lớn lên một cách vội vàng đấy, kiểu kiểu như thế. Nhưng mình sẽ dịch là lớn trước tuổi nhá, chẳng tợ hần cháo chí. Đấy. Mặc dù là cái gì đây các bạn? Mặc dù là gì? Từ đọc là gì? Suy đoán. À, suy đoán, đúng rồi. Như vậy sẽ nói như nào đây? Chị Hà nào, đọc cho em câu này xem nào. Tha suy đoán. Tha. 他虽然才20岁，嗯，但是长长得很很着急，长得很着急。 À, đấy nhá, như vậy khi nào người ta nói là chẳng tợ hần cháo chí thì mình phải hiểu ý, tức là cái người này ít tuổi thôi nhưng mà trông rất là già dặn, trông rất là đứng đắn đấy. Thì thay vì nói là mày già thế đúng không, người ta sẽ hay nói trêu trêu đùa nhau như thế này, ờ ní chẳng tợ hần cháo chí, ôi trông kiểu lớn vội vàng thế em đúng không. Đấy nhá, hiểu ý chưa. Đấy. Rồi đọc lại cả ba câu này lần nữa cho cô nào. Xin mời Hồng nào. 妈妈身体很好，你不要着急，时间还早，别着急，再玩一下。他虽然才20岁，但是长得很着急。 Thiêm vào đấy không? Bú trai à? Ở đây, rồi. Mama, thân thể khó khảo. Nị bú yêu, cháo chí. Sử chen hải chảo, bia cháo chí. Zai wán yi sa ba. Ta suy rán, zai 20岁, đàn sư chẳng tạ hẳn cháo chí. Cháo chí, đấy, được chưa? Rồi, ok. Và cuối cùng trong cái từ mới của bài số 2 thì là cái từ phu xí đấy, đúng không? Động từ ôn tập nhé. Ừ, ôn tập cái gì đấy? Phu xí. Nào, ví dụ cô câu này đây. Để học tốt tiếng Trung này, hàng ngày đều phải ôn tập từ mới, bài khóa và ngữ pháp. Ở đây chúng ta có từ để ạ. Để đọc là cái gì? Từ đọc là way nhá. À, way. À. Từ way này đằng sau thường sẽ là gì? Đưa ra một cái mục đích nào đấy hoặc là một mục tiêu nào đấy nhá. Để thực hiện một cái mục tiêu gì, để thực hiện mục đích gì, mình dùng từ này, way. Vậy có ai đọc được cho cô câu này không? Xin mời Ngân. Way gì? Way sẽ hảo Hàn ngữ. Mỗi thiên đều yao phu xí. Phu xí. Từ mới đó. Sơn chữ này. Ừ. Khơ quấn, ngữ pháp. Ngữ pháp, được chưa? Rồi, bạn pháp nhá. Gì nhỉ? Chi nào? Chắc thứ bên. À, vì sử học Hàn ngữ, mỗi thiên đều giao phu xí. Sơn chữ. Sơn chữ. Khơ quấn. Ngữ pháp, đúng không? Ừ, ngữ pháp. Đấy, thì đây là chúng ta có từ này nhá. Hay là gì? Bài ngày hôm qua đúng không? Bạn đã ôn tập xong chưa? À, vậy chúng ta có từ bài ạ. Bài đây các bạn dùng từ này nhé. Khưa. Môn học đấy hay là bài học. Khưa. Chị Thủy nào? Đọc cho em câu số 2. Vậy câu này sẽ nói như nào? Bài học ngày hôm qua hay là môn học ngày hôm qua bạn đã ôn tập xong chưa? Có thêm tờ khơ. Ừ. Tờ khơ nì
复习好了吗？啊，对，你复习好了吗？好吗？你复习好了吗？呀。Rồi, tiếp theo nào, chúng ta có một cái kết cấu đó là gì? Y tén dễ bu cộng với tính từ. Thực ra kết cấu này chúng ta cũng học ở trong sơ cấp 2 rồi đấy. Bạn nào mà học sơ cấp 2, học trong cái bài gì nhỉ? Thuê nhà ấy, nhớ không? Ừ, đấy, y tén dễ bu quay đấy, một chút cũng không đắt đấy, nhớ chưa? À, đấy, vậy cấu trúc này là y tén dễ bu cộng tính từ là một chút cũng không như thế nào. Nhưng mà mình hay dịch ngược lại đó là không như thế nào đấy, một chút nào cả. Tức là gì, người ta nói là nhấn mạnh là phủ định hoàn toàn, đúng không? Phủ định hoàn toàn nhá, à, phủ định hoàn toàn. Ví dụ nói là tôi không đói một chút nào cả đấy. Đấy. Ví dụ sơ cấp 1 thì mình chỉ nói là gì thôi? Ủa bú hưa đúng không? Tôi không đói. Nhưng mà bây giờ là gì? Nhấn mạnh hơn nữa là hoàn toàn không đói một chút nào. Đấy thì mình sẽ dùng cái câu này. Ủa ít tiếng để bú hưa đúng không? Ít tiếng để bú hưa. Đấy. Hay ví dụ là gì? Tiếng Trung không khó một chút nào cả. Hay vì nói mỗi là han nhủy phu nán. Bây giờ chúng ta nhấn mạnh hơn. Ở tiếng Trung chẳng khó gì cả, một chút cũng không khó. Sẽ nói là han nhủy ít tiếng để phu nán. Đấy, mình sử dụng cấu trúc là ít tiếng để phu cộng tính từ. Đấy chưa? Hay là gì ạ? Tôi cảm thấy anh ấy không đẹp trai một chút nào cả. Của chú tọa gì? Tha ít tiếng để phu xoay. Đấy, các bạn hiểu hiểu cấu trúc này chưa? Nhá. Hưng nào? Hưng đọc lại cô cả ba câu này nhá. Xe túi ghen nào? Ủa ý tiếng dễ bú bú ưa hàn hàn ngữ y tiếng dễ bú nản bú nản bú nản bú nản tôi chế tạo ta y tiếng dễ bú xoay dễ bú xoay nhé, đọc lại nào, dễ bú xoay dễ bú xoay. Chị Nga nào? Tôi một chút dễ bú ơ, hàn ngữ y tiếng dễ bú bú nán. Tôi thấy tớ tha y tiếng dễ bú xoay. À, rồi, chị Hoa nào? Tôi y tiếng dễ bú ưa, hàn ngữ y tiếng dễ bú bú nán. Tôi学的，我觉得。 他一点也不帅，一点也不帅， được chưa? Đó, ok. Họ muốn khai xa thì ơ khư vấn tại đây đúng nhá. Xem bài khóa số 2 đó là gì đây? Bao ngửi túi bên nào? Bối cảnh ở đâu là gì đấy ạ? Chai cha ở nhà. Bạn nào đọc trước cho cô được đây? Thiêm, túi bên. Đọc lại này, chua dê, xỉa quán lơ mà. Chỗ này em đi, đợi em tí mở sách. Mỉ y chứ quán điện não, yếu xì, chua yê, xỉa quán lơ mơ. Tâu xỉa quán lơ. Mỉ thiên phú sư yếu. Tôi đọc là khảo sư nhá. Khảo sư là kỳ thi hoặc là bài kiểm tra. Khảo sư. Mỉ thiên phú sư yếu khảo sư mơ. Mỉ thẩm mơ y điện, yế phú... Dễ bu gì? Cháo chí. Cháo chí. Ừ. Dễ bu cháo chí. Ủa cháo chiêu cháo. Phu xí. Ủa cháo chiêu phu xí. Ủa cháo chiêu phu xí hảo lợ. Na, na dễ bu nâng y chứ quán nà. À, na dễ bu nâng y chứ quán nà, đúng không? Biết tạo thống xế nhá. Chị Sâm nào? Để y chứ quán tên nào nấu si chua dê xỉa quán lơ ma tâu xỉa quán lơ mình tên vũ sư dẫu khảo sư ma nị chẳng mơi y tiện dễ phú cháu chi cháu chứ của cháu chiêu của cháu chiêu phu sĩ hẳn lơ na dễ na dễ phu nắng y chứng quán quán à, rồi ok các bạn tú nghĩ sai nhé, chờ cô một lát nhé.
Rồi, xin biết đợi thống chế nhá, con ở trai túi bên nào. Đọc lại cho cô một lần nữa nhá. Xin mời một bạn nào, chế nào. Phong nào, túi bên. Nghỉ y chứ quán tiên nào dấu xì ở chua dê xỉa quán lơ mà. Tâu xỉa quán lơ, mình tiên phú sư dấu khảo sư mà. Nghỉ chẩn mơ y chứ. Y tiền, nghỉ chẩn mơ y tiền vậy. Nghỉ chẩn mơ y tiền để u cháu chí. Ừ. Cháu chiêu phú sĩ hảo lơ. Na dễ phụ nữ y chứ quán à. À, na dễ phụ nữ y chứ quán nào, đúng không? À, xoay nào. Chơi gửi bên. Nì y chứ quán tên nào dấu si cho dê xè quán lơ ma. Tô xè quán lơ. Mình thêm phụ sư. Phụ sư. Phụ sư. Dầu khảo sư ma. Mì chầm mơ y tèn và phu cháo chí. Wò cháo chiêu phu sĩ hào lơ. Nà và phu nẫn y chữ quán nơ. Quán à? Quán à. À, rồi, ok. Đó. Thì nhà Kim Ngân. Dạ. Trai tú hổ cô? Ừ, trai tú y bên. Nì y chữ quán tiên nào. 游戏, 作业写完了吗? 都写完了,明天不是有考试吗? 你怎么一点也不着急? 我早就复习好了。 那也不能一直玩啊。 Chơi từ bên nhé, Phương Hoa. Nǐ yìzhí wán diànǎo youxì. Zhuòyè xǐhuán, zhuòyè xǐhuán le ma? Dou xǐhuán le. Mìngtiān bùshì you kào kǎoshì ma? 你怎么一点也不着急? 我早就复习好了。 那也不能一起玩了。 Ở đây chúng ta để ý cho cô một số các từ sau. Thứ nhất, cái từ chẩn mơ. À, chẩn mơ ở sơ cấp 1, sơ cấp 2 chúng ta học cô dạy các bạn là gì? Dịch là gì nhỉ? Anh hiểu không? Như thế nào? À, như thế nào đúng không? À, chúng ta có kết cấu đó là chẩn mơ cộng với động từ biểu thị là gì đấy? Hỏi xem là động từ này được thực hiện như thế nào? Ví dụ nói là chẩn mơ sure đấy, chẩn mơ sure là nói như thế nào đúng không? Chẩn mơ mai bám như thế nào? Hay là chẩn mơ truy đi như thế nào đấy đúng chưa? Hay là chẩn mơ gì ạ? Chẩn mơ xuế học như thế nào? Thì đấy là ở giai đoạn sơ cấp 1, sơ cấp 2. Thế thì ngoài cái nghĩa là gì ạ? Hỏi xem là hành động nào được thực hiện như thế nào ra thì cái từ chẩn mơ này này còn dùng để hỏi cho cái gì nữa ạ? Hỏi cho nguyên nhân và lý do nhé các bạn nhé. Đó, chẩn mơ này này. Còn hỏi cho nguyên nhân và lý do nữa. Vậy nguyên nhân và lý do thì mình sẽ dịch là cái gì? Sao? Ừ, sao hoặc là tại sao nhé. Được chưa? Ờ, đấy, sao hoặc là tại sao. Cô lấy ví dụ như này. Cô câu là ní chẩn mơ bu chư phan. Ní chẩn mơ bu chư phan. Thì lúc này chú có dịch là như thế nào không ạ? Không, lúc này phải dịch là gì? Sao bạn không ăn cơm? À, sao bạn lại không ăn cơm? Có hiểu không ạ? À, hay là ní chẩn mơ bu lái sang tan. Nǐ jīn tiān zěn me bù lái shāng bān, nghĩa là sao? Sao bạn không đi làm? À, sao hôm nay lại không đi làm, đúng chưa? Vậy chúng ta có một phát hiện đó là gì? Nếu như zěn mơ mà đằng sau cộng với động từ nhá, thì mình sẽ hay dịch là gì? Làm cái gì đấy như thế nào? Nhưng nếu sau zěn mơ mà nó là dạng phủ định, tức là sao ạ? Ví dụ hay nói là zěn mơ bù hay là zěn mơ mấy cộng với động từ thì lúc đấy lại hay dịch là nguyên nhân và lý do, được chưa? Như mấy cái câu vừa nói đấy, ní zěn mơ bù chī fān, ní zěn mơ bù lái shāng bān đúng không? Ní zěn mơ bù kěi wǒ qiān, ví dụ như thế thì tất cả những cái câu mà kiểu dạng phủ định như vậy thì đa phần sẽ là hỏi về nguyên nhân nhá. Còn nếu mà nó cộng với động từ thì thường lại hỏi là gì? Làm gì đấy như nào, được chưa? Đấy thì đấy là từ zěn mơ nhá. Hay là gì? Ní zěn mơ bù ài wǒ, zěn mơ bù ài wǒ là gì? Bạn yêu tôi. Đó, sao lại không yêu em đúng không? Sao anh lại không yêu em đấy? Thay vì nói là 为什么, người ta rất hay dùng cái từ chẩn mơ để nói, được chưa?
nhá. Đấy là cái từ đầu tiên. Tiếp này có cái từ na này nữa này, các bạn cũng chú ý cho cô này. Na ở ngày xưa mình học na là để mang nghĩa là cái gì nhỉ? Vậy kia đó đúng không? À, đấy đấy là cô đang nói là ngày xưa mình học na có nghĩa là kia hoặc là đó. Ví dụ nói là na sửa tợ papa đấy đúng không? Kia là bố tôi, hay là na sư sầm mơ kia là cái gì đấy? Thì na đấy là sơ cấp 1, sơ cấp 2 mình học là mang nghĩa là gì? Kia đúng không? Hoặc là đó. Đấy. Thế còn na ở cái bài này nó thể hiện cái gì? Nó không phải là kia đó mà là gì ạ? Trước khi chúng ta đưa ra một cái thông tin gì đấy để kết luận nhá. Nói lại này, trước khi chúng ta đưa ra một kết luận nào đấy thì người ta hay dùng cái chữ na này để biểu thị. Và lúc này sẽ dịch là gì? Vậy hoặc là vậy thì sao nhá, cái từ na này này. Đấy. Chứ này không dịch là kia hoặc là đó nữa nhá, mà phải dịch là vậy hoặc là vậy thì. Đấy, được chưa? Rồi, hiểu ý hai cái chỗ này chưa? Vậy chỗ này sẽ dịch như thế nào? Thử dịch cho cô bài này xem nào. Chế nào? Chế Fanny. À ứa, chị Nga nào? Fanny ý sao? Ừ. Đây là gì? Ờ, mẹ với con nói chuyện với nhau đúng không? Nên là khi dịch ấy nhá, chúng ta để ý này, khi dịch chúng ta phải đặt mình vào ngữ cảnh. Đây là mẹ đang nói chuyện với con thì phải xưng hô đúng kiểu mẹ con của tiếng Việt nhá, chứ đừng bạn với tôi nhá, lúc đúng nào cũng đừng bạn với tôi, không phải lúc nào bạn với tôi đâu. À, đấy, rồi dịch xem nào. Con cứ chơi chơi máy tính suốt, bài tập đã làm xong chưa? Ừ. Con đã đều làm xong hết viết. Rồi. À, xỉa là viết đấy, à, đã viết xong hết chưa đúng không? Ừ, con gì? Hết chưa. Con đều viết xong hết rồi. Ừ, thế mẹ mới hỏi là không phải ngày mai là thi sao? Ừ. À, sao con có một chút lo lắng nào vậy? Ờ, ý là một con chút lo lắng cũng không có đúng không? Thì sẽ dịch như nào? Sao con chẳng lo lắng một chút nào cả con... vậy nhá? À, nên dịch ngược như thế. Sao con không lo lắng một chút nào cả thế? Thế thì anh này mới nói là gì đấy? Con gì? Con đã ôn tập là xong cả rồi. Ờ, con ôn tập xong từ lâu rồi đúng không? Nên dịch cái từ này là gì? Chảo chiêu mà. Nhớ cấu trúc chảo chiêu chưa? Vừa nãy nói. Ờ, con ôn tập xong từ lâu rồi mẹ ạ, đúng không? À, thế mẹ bảo là gì? Vậy thì mẹ đưa ra kết luận đấy. Vậy thì cũng như vậy cũng không thể chơi suốt như ờ, thế đúng chứ. Rồi. Ừ, đúng rồi nhá. Như vậy thì mày cũng không thể chơi suốt như thế được, đúng không? Ừ, đấy. Thì đấy là nội dung của bài này. Hiểu ý bài này chưa? Rồi, ok nhá. Đấy, tiếp theo nào, chúng ta có bài số 3. Ừ, bài số 3. Và khóa số 3 ở đây thì chúng ta sẽ có hai từ mới thôi, đó là từ nán phang nhá. À, ngày xưa mình học ở cái bài phương hướng và vị trí rồi đúng không? Có bốn hướng đấy. Đông Tây Nam Bắc, nhớ chưa? Thế thì nán là phía Nam, chúng ta có từ nán phang là miền Nam, mình hay dịch là miền Nam hoặc là phía Nam. Đấy, thì tương tự là miền Bắc đúng không? Thì mình sẽ gọi là gì thôi? Bảy phang nhá. À, bảy phang miền Bắc. Nam phong và bảy phong. Nào có đọc cho cô này không? Tôi là người miền Nam vì vậy không quen với khí hậu của miền Bắc. Ừ. Đầu tiên chúng ta có từ quen ạ. Quen từ này đọc là gì đây? Quen như kiểu dạng thích nghi ấy. Ờ, từ này đọc là xí quan nhé. Chúng ta có từ xí quan là thích nghi với cái gì hay là quen với cái gì? Xí quan. Còn đây là gì ạ? Chi hậu, khí hậu nhé. Khí hậu đọc là chi hậu. Chi không? Đấy. Xí quan này, quen với cái gì? Thế còn chi hậu là khí hậu. Rồi, vậy đọc cho cô câu này xem nào. Xin mời Thiêm. Tôi là 南方人, 所以不习惯北方的气候. À, đúng rồi, được chưa? Trai túi bên nào, chị Hà nào? 我是越南人，所以不习惯北方的气候。 À, 气候 đúng không? Rồi, xin mời chị Thủy ạ. 我是南方人，所以不习惯北方的 chi hậu. À, bảy phương thì chi hậu đúng không? Ừ, đấy nhá. Của mân ban đúng không? Của mân ban nếu chỉ có thống xuế sư nắng phang rấn. Nếu chỉ có thống xuế sư nắng phang rấn tức là sao ạ? À, phang rấn. À, có mấy bạn à. À, nếu chỉ có thống xuế là có vài bạn hay là có mấy bạn gì ạ? Sư nắng phang rấn là gì? Là nắng phang miền Nam. Là người miền Nam, tôi đúng rồi. Biểu sư A Suỵ này đúng không? Ví dụ như chị Thủy này. À, gì nữa nhỉ? Chị Sâm đúng không ạ? À, dễ sư nắng phang rấn này. Ừ, hãy hiểu sấy sư nắng phang rấn mà.
Mấy hiểu lơ đúng không? À, mấy hiểu lơ. À, của Mân Tâu sư bảy phang rấn. À, còn lại chúng ta hình như đều là gì? Bảy phang rấn là người miền Bắc nhá, đúng không? À, người miền Bắc. Rồi, đấy. Thì cái bài này chúng ta sẽ chỉ có cái gì thôi ạ? À, có cái hai cái từ mới đấy thôi. Nào, bong ở túi Ben nhá. Đọc cho cô cái bài khóa số 3 xem nào. Ai đọc trước đây? Cháy, cháy xem tú. Chi nào? Túi Ben. Ừ, chi đọc trước cho cô nào. Cô em đang làm bài kiểm tra. Mấy hiểu su mà. Đang làm bài kiểm tra, xin lỗi. Đang làm bài kiểm tra. Ừ, rồi, bạn khác vậy nhá. Xin mời. Nào, A Húng đâu? Hồng nào. Chào cô Huệ. Của chuyên nữ yếu. Thì nướng cân y chỉ truy mà. Của hai mấy chẳng hảo ngờ. Nì chế tợ nọ. Chuyên hảo quán. Nán hoàng à. Của mân chuyên nhán chiêu. Sư chưa cơ. Ở sứ. Của mân truy nén, đọc lại rõ ra. Của mân truy nén, chiêu sư chưa cơ sứ hâu truy tợ. Của mân truy nén, chiêu sư chưa cơ sứ hâu truy tợ. Nắng phang thai rưa lở. Ở bảy phang, hảo ý xia. Hảo ý xia nhá, hảo ý xia. Dạ. Bú lẩng. Bú lẩng. Bú lẩng dễ bú rưa. À, bú lẩng dễ bú rưa, đúng không? Chị Hà nào, trách thứ bên. Sa cơ dê yếu quả chi. Sa cơ dê quả chi nắn phạm quả chi yếu chi. Quả chi yếu chi. Quả chi có phải yếu chi không? Quả chi lủy yếu nhá. Sa cơ dê quả chi lủy yếu. Sa cơ dê quả chi lủy yếu. Lý lớn cân của y chỉ truy ma của hai mấy sáng hảo là lý chế tạo là cân hảo chơi hảo hảo quán nán phang nán phang a của mân truy truy ném của mân truy ném chiêu sư quả mân truy nén chiêu sư chưa cơ sứ chiên truy tợ lán phang thai rưa lán phang thai rưa là bảy phang hảo ý xia bu lẳng dẻ bú rưa. Rồi, biết đạo thống chế nào, xin mời chị Hòa. Sẽ yuê nỉ truy lủy yếu. Của truy nỉ yếu, nỉ nấng cân của y chỉ truy mo, của hái mấy sẵn, sẵn hảo lở. Nỉ chế tợ, nà chêu hảo oán. Nà chơi hảo oán. Nà chơi hảo oán. Nán phang à, của mấn truy nhán, chêu sư chư cơ, sứ chan truy tợ. Nán phang thai rưa lở. Bảy phang hảo ý xạ, bù lẩn, dễ bù rửa. À, bù lẩn dễ bù rửa, đúng chưa? Biết đại thống chế nào, xin mời Hưng. Xa cơ yue, wǒ qù lǔ yǒu, nǐ néng gēn wǒ yī qǐ qù ma? Wǒ hái méi xiǎng hǎo nè. Nǐ jue de nǎ zuì hǎo wǎn? Nán fāng a. 我们去去年秋收秋割时候去的南方太热了北方好一些不冷也不热不冷也不热不冷也不热 À, dạ, ok. Hưng là cô thấy bị sai về cái thanh 4 ấy. Thanh 4 em hay bị đọc nhiều khi em bị đọc giống Tú Huyền nhiều. Đấy. Không được đọc giống Tú Huyền nhá. Thanh 4 là đọc như thế nào? Đọc như không dấu và nhớ là gì? Nó đọc mạnh và dứt khoát. À, nhưng mà em hay bị đọc thiên về giống Huyền một tí. Đấy, cố gắng để ý sửa cái âm thanh 4 nhá. Được chưa? Dạ vâng. Ờ, hả? Bạn khác nào? Xin mời sấy nào? Hiếu. Ừ, Tú Huyền. Sa cơ duy, sa cơ duy của truy
truy gì? Lụy yếu. Truy lụy yếu. Nỉ nứng. Nỉ nứng. Cân của. Nỉ nứng cân của. Y. Nỉ nứng cân của. Y. Y gì? Y chỉ. Nỉ nứng cân của. Y chỉ truy đi. Y chỉ truy ma. Của. Của. Của hái. Của gì? Của hái mấy? Sáng hảo. Của hái mấy? Sáng hảo. Sáng hảo ma. Nỉ. Sáng hảo nơ. Đọc lại nào. Của hái mấy? Sáng hảo nơ. Của hái mấy? Sáng hảo nơ. À, nỉ. Nỉ chế tợ. Quên hết mặt chữ rồi à. Nỉ chế tợ. Nỉ chế tợ nả. Chơi. Chơi hảo. Hảo quán. Chơi hảo quán. Nán 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 phang nán phang a nán phang a của mình truy của mình truy của mình truy nén chiêu sư sư của mình truy nén chiêu sư chưa cơ sử hậu chưa cơ sử hậu truy truy tạ chưa cơ sử hậu truy tạ nán phang gì thay rưa lơ nán phang thai rơ nơ bảy phang hảo y y nấng y xia y xia pu pu nấng dễ pu rưa pu nấng dễ pu rưa. Ồ, nếu mà không thuộc mặt chữ là không làm được bài tập đâu. Bài tập của H2K3 toàn mặt chữ thôi, nhiều lắm đấy nhá. Nên là phải ôn lại xem thế nào nhá, hiểu nhá. Dạ vâng ạ. Bạn khác nào lại lần nữa cho cô xem nào. Sẽ hai mươi tú nữa, bạn nào vẫn chưa đọc nhỉ. Phương Hoa nào, lại nữa cho cô xem nào. Xa cơ yê, xa cơ yê, wò chuy lụy yếu, nỉ nâng cân wò y chỉ chuy ma. Wò hài mấy xiang hảo nơ. Xiang hảo nơ. Nỉ xiang hảo nơ. Nỉ chế tợ nả chơi hảo wán. Nán phang à, wò mân chuy nén, chiêu sư, chưa cơ sử hâu chuy tợ. Nán phang thai rơ lợ, bảy phang hảo y xia, y xia. Y xia nhé, bảy phang hảo y xia. Bảy phang hảo y xia, bu lẳng, dạ bu rơ. Bu lẳng dạ bu rơ, cái chữ lẳng mới dễ, chứ đừng lên là lẳng. À, bu lẳng dạ bu rơ. Vâng. Bu lẳng dạ bu rơ. À, rồi, ok. Thế ở đây các bạn sẽ để ý cho cô trong cái bài khóa số 3 này có một cái kết cấu như thế này. Chiêu sư sở mơ tọ nhá. À, đấy. Thế cái từ tọ bình thường cho nó học mang nghĩa là cái gì nhỉ? Của đúng không? Ừ, mang nghĩa là của. Hoặc là gì? Nó sẽ để kết nối giữa cái thành phần miêu tả cho danh từ đứng đằng sau. Nhưng mà trong cái bài này thì thằng tọ ở đây là gì? Nó không có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ dùng để làm gì thôi? Dùng để nhấn mạnh thông tin thôi nhá. Chúng nó có kết cấu đó là chiêu sư hoặc là sư cái gì gì đấy tọ. Khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh một thông tin gì đó thì các bạn có thể đặt tợ ở cuối cái thông tin đấy nhá. Thì cái thông tin đấy nó sẽ làm sao được nhấn mạnh lên. Lời ví dụ như thế này nhá. Ví dụ câu đơn giản là tha sư ở lão cung, tha sư ở lão cung, anh ấy là chồng tôi. Nhưng nếu bây giờ cô muốn nhấn mạnh cái thông tin anh chồng lên này thì sẽ nói là tha sư ở lão cung tợ. Thì cái từ tợ ở cuối câu ở đây không có nghĩa là của hay là cái gì cả. Nó chỉ là gì thôi, muốn nhấn mạnh, muốn đẩy cái thông tin này lên thôi, hiểu không? Hay là gì ạ? Ủa mân chua phây chi chua truy tợ, ví dụ thế. Ủa mân chua phây chi truy tợ, tức là sao? Nhấn mạnh ở đây là gì? Chúng ta sẽ đi bằng cái phương tiện ở đây là ngồi máy bay. Đấy, tức là người ta muốn đẩy cái thông tin, muốn nhấn mạnh thông tin lên thì nên cho chữ tợ ở cuối nhá. Vậy có những bạn sẽ thắc mắc và tự dưng cứ cho tợ ở đây làm gì? Kệ nó, đúng không? Nó chỉ là nhấn mạnh thông tin thôi, còn nó không có ý nghĩa ở đây, được chưa? Đấy, rồi nào, thì vậy ở đây chỉ cần cái chú ý cái này thôi. Dịch cho cô cái đoạn này xem nào. Chị Hà nào, Fanny cha. Tháng sau tôi đi du lịch. Bạn có muốn cùng tôi đi không? Có thể, nếu như gì có thể là hỏi ý kiến đấy. Bạn có thể đi cùng với tôi không? Bạn có thể đi cùng với tôi không? Nếu mà dịch nghĩ xong thì nó không hay đúng không? Vậy cái từ sáng hảo cho nên đổi thành cái từ gì cho nó hay? Chưa quyết định nhá. Cái từ sáng hảo này các bạn có thể dịch đổi thành quyết định trong trường hợp này. Tôi vẫn chưa quyết định, hiểu nhá? Đấy, bạn cảm thấy gì? Tôi vẫn chưa quyết định được. Bạn cảm thấy ở đó nả là ở đâu mà hỏi
bạn cảm thấy là ở đâu là đẹp nhất? Ở đâu là hảo quán đây có thể dịch là chơi thích nhất nhá. Bạn cảm thấy là chỗ nào hay là cái nơi nào mà chơi thích nhất, đúng không? Đấy, quán là chơi mà, hảo bình thường cũng nghĩ là tốt nhưng mình không thể dịch là chơi tốt được, phải dịch là chơi thích nhất. Đấy, như vậy chúng ta phải làm sao đây, tăng cái khả năng dịch của mình lên nhá. Nhiều khi chúng ta đọc được này, chúng ta có thể hiểu hàm ý của câu nhưng mà để dịch thoát ra được ấy bằng cái lời văn tiếng Việt ấy các bạn không dịch được đâu. Thế nên là cô muốn là gì, các bạn phải dịch được ra nữa, dịch được ra nữa, bởi vì sau này chúng ta đi làm chúng ta phải dịch ra được, đúng không? Nghe nó có thể hiểu được đấy, hiểu ý được, nhưng mà để nói ra bằng tiếng Việt các bạn lại không nói được đâu. Thế là phải luyện rất là nhiều nhá. Đừng tưởng tiếng Việt là dễ, không dễ tí nào. Đấy, dịch sang từ chúng chung sang tiếng Việt các bạn không dịch, dịch nó không xuôi ấy, dịch nó không xuôi, nghe nó không thoát ý. Đấy, nên phải học dịch nữa. À, vậy bạn cảm thấy em sao, chỗ nào chơi là thích nhất, đúng không? Ừ, thế bạn này mới bảo là gì? Miền Nam. Miền Nam á. Chúng ta đi. Có phải không? Chúng ta. Ủa mình truy nén là sao? Truy nén là cái gì? Năm ngoái. Năm ngoái. Năm ngoái chúng tôi ở đây có thể dịch là chúng tôi cũng được. Chúng tôi làm sao? Chính là ở đây khi dịch các bạn, ở đây các bạn nhìn thấy kết cấu là chiêu sư sớm sớm tọ, đúng không? Là để nhấn mạnh thông tin. Vậy khi dịch các bạn nhấn mạnh thông tin, bạn dịch là chính là cái gì đấy? Năm ngoái là gì? Chúng tôi chính là gì? Chưa có sứ hâu dịch là cái gì? Thời điểm này. Hoặc là thời gian này đi đấy, đúng không? Vậy sẽ dịch như nào? Bạn này hỏi là thế đi đâu là chơi là thích nhất thì bạn ấy khuyên là đi miền Nam đi, đúng không? Năm ngoái chúng tôi gì vào chính cái thời điểm này thì đã đi, hiểu chưa? Đấy nhá, thì bạn này mới mắng nói là gì, miền Nam thì miền Nam nóng lắm. Miền Nam hơi nóng quá, nóng miền Bắc hơi nóng nhá. Miền Nam nóng quá, hoặc là nóng lắm cũng được. Miền Nam nóng lắm. Miền Bắc thì tốt hơn. Có thể dịch là dễ chịu hơn một chút cũng được, đúng không? Không nóng cũng không lạnh, được chưa? Một bạn dịch lại cho cô một lần nữa cho xuôi ý nào, khác ý nhá. Ngân. Đấy. Như vậy biểu đạt tiếng Việt của chúng ta rất là lủng củng, đúng không? Tháng sau tôi đi du lịch, bạn có thể đi cùng tôi không? Tôi vẫn chưa quyết định xong. Bạn cảm thấy ở đâu thì chơi thoải mái nhất? Đấy cũng được. Miền Nam. Vào thời điểm này của năm ngoái chúng tôi đã đi rồi. Đúng rồi, đấy. Miền Nam nóng lắm. Miền Bắc tốt hơn. Không lạnh cũng không nóng. Được chưa nhá, rõ, ok. Đấy, như vậy là có thể là cái cách biểu đạt của bạn ấy thế này là rất là tốt rồi đấy, đúng không? Tức là dịch nó thoát ý ra, nó vẫn đúng nghĩa nhưng mà nó lại là sao, nó rất là xuôi với văn phong của tiếng Việt ấy, được chưa? Rồi, ok. Nhưng mà Ngân có một cái kiểu nói là bị giật giật đấy em ạ. Tức là nói em cứ bị kiểu bị giật từ ấy, đừng nói thế, cố gắng là nói nó mềm từ ra, đúng không? Hoặc là ngắt nghỉ cái hơi của em, ngắt nghỉ cho nó hay một tí nhá. Thực ra không phải đây là lớp MC diễn viên gì đâu nhưng mà kiểu cảm giác nghe nó cứ bị giật giật ấy, có cảm giác nó từ nó cứ bị giật. Em cũng cảm thấy như thế đấy cô ạ. Hơi giật từ, đọc giật. Thế là cố gắng nói là kìm cái hơi của mình vào, đừng bị giật giật như thế, hoặc là nói nhẹ nhàng thôi nhá. Rồi, ok. Tiếp nào. Chúng ta có từ gì đây? Xem bài khóa cuối cùng nhá. Động từ tai. Tai mình học chưa? Học rồi nhá. Sư cấp 2 học rồi. Mang theo, dẫn theo cái gì đúng không? Đấy, nha. Coi như ôn lại luôn này. Tôi không mang theo tiền làm thế nào? Câu này sẽ đọc là gì đây? Xin mời. A Húng nào. Ủa mấy tài chán. Chẳng mấy bàn. Chẳng mấy bàn đúng không? Hoặc là gì? Câu số 2. Chúng ta đi du lịch không cần mang nhiều quần áo vậy nào. Chị Hòa. Chúng ta đi du lịch không cần mang nhiều quần áo vậy nào. Câu cuối cùng nào. Vậy cái từ tai này ngoài nghĩa là mang theo một cái vật gì đấy, nó còn có nghĩa là gì? Dẫn theo ai nữa, đúng chưa? Vậy câu cuối đây. Khi nào thì dẫn bạn gái về để cho chúng tôi gặp mặt, đúng không? Xin mời đọc cho cô xem nào, chị Sâm ạ. Nỉ sấn mơ sứ hâu tai nỉ vì phấn dầu phải lái trang của mình chen sen chai nơ, không phải gặp mặt là cái gì, chen men nhá. Rau của mình chen men nơ, đúng chưa? Họ thế là thú thế nào son. Chai túi ben chưa san cưa nhá. Đọc lại cô cả ba câu nào. Ủa mấy tay chén chẳng mơ ban. Ủa mân truy lỷ xính phú yào tay Nam mơ tua Nam mơ tua y phụ.
你什么时候带女朋友回家让我见面呢？ À, đây không phải khuấy cha, cú sư khuấy cha, khuấy lái, cô dùng là khuấy lái, đúng không? Ừ, à. Ờ, từ tai này chúng ta học rồi nhá, không nói nhiều nữa này. Ở đây chúng ta có từ gì ạ? Ti thú, à, ti thú, dễ chen cua lơ đúng không? Và đồ. Đấy, chưa sư, đây là gì? Chùa ben tợ đúng không? Chùa ben sư, duyên đám ti thú nghĩa là sao? Chùa ben, à, chùa ben sư, duyên đám ti thú. Bên phải. À, chùa ben, bên trái, chùa ben là bên trái. Tức là cô đang ngồi với vị trí của cô, à, với vị trí của cô thì sẽ là gì? Chùa ben đúng không? À, chùa ben sư ti thú, à, hầu yêu ben, à, chùa ben sư duyên đám ti thú, yêu ben sư Trung Quốc ti thú là gì ạ? Trung Quốc. Bên trái là bản đồ Việt Nam, còn bên phải là bản đồ Trung Quốc đúng không? À, Trung Quốc ti thú nhá, được chưa? Oh, Duyên đám ti thú xiang sở mơ? Duyên đám ti thú xiang sở mơ? Xiang có nghĩa là giống. Như vậy, Duyên đám ti thú xiang sở mơ là gì? Bản đồ Việt Nam thì... Xiang S. À, S. Nó gọi là S sư nhá. S xính sư. À, S xính sư tức là cái gọi là hình... À, S sư xính chứ. Gọi là hình chữ S. À, hình chữ S. À, Trung Quốc ti thú nào? Nhỉ mình khăn đi ra. À, Trung Quốc ti thú xiang sở mơ? Các bạn nhìn thấy này, hình ảnh này là giống cái gì? Cái mặt dây chuyền. Ôi dồi ôi, mặt dây chuyền đấy hả? Khiếp tưởng tượng kinh thế. Rồi, đúng rồi. Xiang y chư cung chi, nó gọi là cung chi ạ. Cung chi có nghĩa là con gà trống nhá. Chi là gà, à, cho cái từ chi râu đấy. À, cung chi là con gà trống, đúng chưa? Ừ. Giống cả quả mặt dây chuyền nữa hả? Đúng con gà trống. À, hô duyên án chân lá lỉ, duyên án chân lá lỉ. Chế lý, à đây đây. Chai xe miên. À, tôi chai chơi xa miên tợ, đúng không? Chai Trung Quốc tận Nam Tu, à, Trung Quốc tợ chơi Nam Tu đấy, gọi là ở cái phía cực nam của Trung Quốc luôn. Đây, cái chỗ khu này, chưa chưa sư duyên nán này, hấn xẻo, đúng không? Trung Quốc hẳn ta nhá, Trung Quốc men chi hẳn ta. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây là so sánh bản đồ đây này. Đấy. Nhìn Trung Quốc nó kinh khủng như này cơ mà, đúng không? Đấy, nó cả cái khoảng như thế này, Trung Quốc đây. Duyên nán xéo xẻo tợ, đúng không? Việt Nam chỉ bé bé xíu xíu ở cái khu này thôi, được chưa? Đấy. Trung Quốc ý cung dụ 24 cơ sở sư. Trung Quốc tổng cộng là sẽ có 24 tỉnh thành. Duyên nán chiêu sư Trung Quốc tại ý cơ sở gọi là men chi đấy ạ. Duyên nán men chi chiêu sư Trung Quốc tại ý cơ sở tức là sao? Giống như một tỉnh, như một cái tỉnh. Diện tích của Việt Nam mình chỉ bằng gọi là gần như là bằng một tỉnh của Trung Quốc thôi nhá. Và Trung Quốc có 24 tỉnh thành đấy. Thế nên là gì? Về diện tích của Trung Quốc là gần như là chỉ nó gấp đến 23, 24 lần của Việt Nam mình cơ. Đấy nên là Trung Quốc rất là rộng nhá. À, rất là rộng. Chúng ta giáp với những tỉnh nào thôi? Đây là tỉnh gì có biết không ạ? Đây là tỉnh Vân Nam. Chúng ta giáp với hai tỉnh của Trung Quốc đó là tỉnh Vân Nam và tỉnh gì ạ? Quảng Tây, nghe rồi chưa? Ờ đấy, được chưa? Nhá. Ừ. Ờ đấy, Vân Nam là giáp với lại cả Lào Cai. Thế còn Quảng Tây thì nó sẽ giáp với Quảng Ninh với Lạng Sơn. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai cái tỉnh này giáp Việt Nam. Còn lại rất xa ở trên kia. Bắc Kinh nó ở đâu các bạn? Bảy Trinh trên Á Lý chứ sao mà? Trung Chen. Ờ, Trung Chen ấy hả? Bú Sư, Chai Bảy Bù, ở phía Bắc cơ. Đây này, Bắc Kinh nó ở mãi trên đoạn này này các bạn này. Đấy, cái đoạn cổ gà này này. Đấy, đây là Bảy Trinh này, Bắc Kinh nhá. Đấy, xa lắm, hấn lỏng, đúng không? Hấn lỏng, thưa biến lỏng. Đấy, chỗ này đoạn này nó giáp với chỗ này là Bắc Triều Tiên đây này. Bắc Triều Tiên nó gọi là cái gì nhỉ? Triều Tiên. Thế còn dưới chỗ này là Nam Triều Tiên là cái gì ạ? Hàn Quốc đấy. À, nhá. Hàn Quốc. Ờ đấy, đây là Hàn Quốc này. Được chưa? Nhá. Ý chén, ý chén của trai chưa lý chế xí. Ngày xưa cô học mãi trên này. Đấy, hấn nguyện đúng không? Lý duyên án hấn nguyện. Đây, cách Việt Nam tận đây cô. Đấy, tưởng phải nó gần đúng không? Nhìn trên bản đồ này tôi mà xa lắm ạ. Thái nguyện là, thái nguyện là. Chua phây chi đợt sứ hâu ta cai yêu chua 3 cái xảo sứ ạ. 3 cái xảo sứ trái tao. Đấy, ngồi máy bay mình ngồi 8 tiếng. 8 tiếng. Ừ, 8 tiếng mới đến nơi. Thế khoa học ở chỗ đấy gọi là gì ạ? Quảng. À, chỗ này ạ, không ạ, chỗ này nó gọi là Léo Ninh ạ. Léo Ninh là ở Liêu Ninh và cái thành phố của nó là thành phố Sẩn Giáng, Thẩm Dương. Đấy, ý chén của cha chưa lý xuế xí nhá. À, ủa xuế xí tại ti phang lý bảy trinh ta cai liêu bại cung lý. Ở chỗ mình học là cách Bắc Kinh khoảng độ 600 cây. À, 600 cây. Đấy. Ở Việt Nam mình cách nhau 200-300 cây cảm thấy nó kinh khủng lắm đúng không? Nhưng ở Trung Quốc ấy ạ, cách nhau 600-700 cây đó là chuyện hết sức bình thường nhá. Từ thành phố nọ sang thành phố kia của một tỉnh nhá. Một tỉnh của nó có đến mấy chục thành phố thôi các bạn ạ. Cũng giống như kiểu bởi vì diện tích của một tỉnh của nó là bằng cả một đất nước của mình mà. Thì một đất nước của mình có 64 tỉnh đúng không? À, đấy thì ở Trung Quốc nó kiểu như thế, có đến mấy chục thành phố cơ. Một tỉnh của nó có mấy chục thành phố. Thì cứ từ thành phố nọ sang thành phố kia nó cách nhau mấy trăm cây số là chuyện hết sức bình thường, hết sức bình thường. Nhưng đổi lại là gì? Nó có cái hệ thống giao thông của nó cực kỳ là kinh khủng luôn. À, ví dụ nó có các cái cao thỉa này hay là ti thỉa này đúng không? Nó chạy toàn với vận tốc là khoảng độ 3-4 tao lém phải cung lý ý cái xảo sứ thôi, khoảng độ 150-200 km/h cơ. Nó rất là nhanh, rất là nhanh. Nên là các bạn cảm thấy là đi di chuyển từ thành phố nọ sang thành phố kia nó rất là tiện. Không như ở Việt Nam mình thì giao thông nó chưa phát triển như thế. Nên là cảm thấy là đi cách nhau 200-300 cây nó thấy ngại lắm rồi đúng không? Ừ, ngồi ô tô ngại lắm, mình không ngồi được. Như kia bên kia nó có tàu điện ngầm, có tàu cao tốc và tàu siêu tốc có thứ đi cực nhanh luôn, cực nhanh luôn. Đấy nhá. Nó rất là xa. Giới thiệu sơ sơ chúng ta như vậy đúng không? Đấy, Trung Quốc nó còn trèo trèo rồi, cái chỗ này nó khu vực nào có biết không? Hoàng Sa.
Không phải, chưa chưa đến Hoàng Sa, đây là khu vực đảo Hải Nam, đây mới là Hoàng Sa này, đấy Hoàng Sa của Việt Nam đây này, Trường Sa ở chỗ này này, được chưa? Đấy nhá. Đấy, về xem lại địa lý. Đấy, Việt Nam mình cứ nhỏ xíu xíu chỗ này thôi nhá, bé tí thôi. Ừ, Trung Quốc nó rộng rộng lắm. Trung Quốc là diện tích của Trung Quốc là đứng thứ ba trên thế giới nhá các bạn nhá, đứng thứ ba trên thế giới, nó chỉ sau Nga với cả Canada thôi. Thế còn về dân số thì bây giờ gần như là đứng đầu, hình như đứng đầu thế giới rồi các bạn. Đấy nhá, nhiều nhất rồi. Đấy, rất là đông. Đấy, đi thú. Tiếp nào, chúng ta có từ Pan, à, từ cuối cùng nào, Pan. Pan nhé, bưng bê hoặc là chuyển, à. Nghĩa gốc của từ này có nghĩa là mình di chuyển một cái vật gì đấy từ vị trí này sang vị trí khác nhé. Đấy, nghĩa gốc của từ này, Pan. Di chuyển vị trí này, vật này từ vị trí này sang vị trí khác thì tùy vào ngữ cảnh mà mình dịch cho nó phù hợp, có thể dịch là bê, bưng hoặc là chuyển cũng được, đa phần hay dịch là chuyển. Và trong cái bài này chúng ta gần nằm trong từ này, đó là từ pancha nhé, chúng ta có từ pancha. Pancha dịch là gì đấy? Chuyển nhà, à, chuyển nhà. Ừ, pancha. Chơi chi đủ khẩn máng đúng không, của máng pancha đấy, à, tôi bận cái việc chuyển nhà. Hoặc là gì, ví dụ có từ pan chua sự, thứ này pan chua sự nghĩa gì, là chuyển bàn hoặc là bê cái bàn cũng được nhá, pan chua sự. À, đấy, hay là pan xí lý đúng không, bê hành lý, được chưa? Đấy nhá, thì đấy là từ pan. Có biết từ hành lý không ạ? Hành lý đọc là xí lý ạ. À, xí lý nhá, hành lý. Rồi, đọc cho cô ba cụm này một lần đã nhá. Xin mời gì nhẹ. À, chuẩn nào chị Thủy ạ? Ban cha, ban chính lề, ban ban cha ban chó chờ, ban chính lề. À, ban chua chữ ạ, đọc lại cho em từ số 2 nhé. Ban chua chữ. Ban chua chữ. À, đây. Ban chua chữ. Chữ. Ừ, chị Nga nào, chắc đối với em. Ban cha, ban chua chữ. Ban xính lý. À, rồi, ok. Đấy. Và cuối cùng nè, chúng ta sẽ đi học một cái điểm ngữ pháp cũng rất là quan trọng trong bài này nhé. Ừ, điểm ngữ pháp cuối cùng. Ngữ pháp thì trong sách các bạn nó hay để ở cái phía sau đấy. À, còn ở trên này là cô sẽ tách nó ra. Ví dụ học đến bài khóa nào có điểm ngữ pháp nào cô sẽ đưa luôn vào bài. Đấy, nhá. Còn ở trong sách của các bạn nó cũng có đấy. Rồi, vậy cái bài hôm nay chúng ta sẽ có điểm ngữ pháp gì đây ạ? Chúng ta có một kết cấu như thế này. Y, sau đó đến một lượng từ nào đấy. Đằng sau sẽ là có thể cộng với một danh từ. Sau đó cộng với dễ nhá, ở dễ hoặc là tâu cũng được, có thể dùng từ tâu, dễ hoặc là tâu nhá, thiếu một chữ tâu ở đây. Ừ, dễ hoặc là tâu, sau đó cộng với cả dạng phủ định pu hoặc là mấy, và đằng sau là cộng với một động từ. Tôi nói lại kết cấu này này, kết cấu này sẽ là y này cộng với một lượng từ nào đấy, cộng với một danh từ nào đấy này, sau đó dùng dễ hoặc là dùng tâu đó, sau đó dùng phủ định pu hoặc là dùng mấy cộng với động từ. Vậy kết cấu này sẽ dịch như thế nào? Tức là một cái gì đó đúng không? Cái gì thì phải tùy thuộc vào lượng từ và danh từ ở đây. Một cái gì đấy cũng hoặc là đều không nhá. À, đều không. Đấy. Một này, cái gì đấy cũng không, hoặc là một cái gì đấy cũng đều không. Hoặc các bạn có thể dịch theo cái kiểu thứ hai, đó là không cái gì đấy. À, hay là không làm gì một cái gì đấy cả. Tức là ở đây chúng ta phải đi vào câu thì dịch nó mới thoát ra được. Đấy nhá. Đây. Nào, ví dụ như này. Ô, câu này. Ủa, ý cơ phím của dễ bu xiảng chư. Vậy đây, của là chủ ngữ mình không nói này, đưa vào kết cấu này nhé, y này, cư ở đây sẽ là cái gì? Lượng từ này, đúng chưa? Cư ở đây là lượng từ này. Phím của, danh từ, đúng chưa? À, phím của này, danh từ. Dễ, ở đây chúng ta dùng từ dễ hoặc là pu đấy. À, dễ hoặc là tâu, dễ này. Sau đó đến phủ định, đúng không? Pu. Và đằng sau sẽ là một cái động từ nào đấy, xiảng chư. Vậy câu này sẽ dịch như thế nào? Nếu mà dịch đúng nghĩa gốc của nó sẽ là gì? Tôi một quả táo cũng không muốn ăn, đúng không? Tức là sao? Tôi không muốn ăn một quả táo nào cả, tức là không muốn ăn bất cứ cái gì cả. Đấy, hiểu chưa nhá, mình có thể dịch xuôi như thế, hiểu không? Cái này cũng là để làm sao thôi, nhấn mạnh cái việc đó là phủ định hoàn toàn thôi. Ví dụ bình thường nó chỉ nói là ủa pu xiảng chư thính của thôi đúng không, tôi không muốn ăn táo. Nhưng bây giờ mình làm sao, mình muốn nhấn mạnh cái việc phủ định của mình lên, nhấn mạnh cái việc phủ định của mình lên là một quả táo cũng không muốn ăn đấy, theo kiểu như thế, hay là không muốn ăn bất cứ một quả táo nào, thì mình sẽ dùng kết cấu này, nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Hay là gì đây, Chúa Thiên tha ý chen y phụ dễ mấy mải, đúng không? Hôm qua thì anh ấy một bộ quần áo cũng không mua, có nghĩa là gì? Không mua một bộ quần áo nào cả, đúng chưa? Đấy, nhấn mạnh hơn rất là nhiều nhá, được chưa? Y sầm sầm, đúng không?
Có ai đặt cho cô được một ví dụ gì đấy không? Ví dụ tôi không uống một cốc cà phê nào cả, đúng không? Hay chính là tôi một cốc cà phê cũng không uống đấy. À, thử đặt cho cô xem nào. Hồng. Không xiang. Ừ. Đầu tiên là gì? Ủa. Ủa. Tôi đúng rồi. Ủa, yipei cà phê vậy? Yà bù xiao hè, đúng chưa? Rồi nhá, mỗi bạn đặt cho cô một câu xem nào. Rất nhiều. À, gì nhỉ? Chị Hoa nào có câu gì không? Tôi một bát cơm cũng không ăn, đúng không? Thì sẽ nói như nào? Ví dụ hôm nay tôi rất là mệt, một bát cơm cũng không muốn ăn. Quả y bán phan. Quả y bán mì phan. Dạ bu sẵn chư. Phán là cái đĩa nha chị nhá. Bát nó phải là cái gì? Quản. Quả y quản mì phan. Quả y quản mì phan. Dạ bu sẵn chư. À, tôi y quản mì phan dạ bu sẵn chư. Được chưa? Đấy nhá. Thì đấy là cái kết cấu này, đúng không? Các bạn có thể mở trong sách ra, trong sách trang số bao nhiêu đây ạ? Chúng ta sẽ đọc thêm một số ví dụ nữa mà trong sách người ta có đấy ạ. Đấy, để củng cố thêm về cái kết cấu này nhá. Rồi, trang số hình như là 20, vẫn là trang số 20 đấy ạ, cái phần phía dưới, phần ngữ pháp số 2, nhìn thấy chưa? Đấy, câu số 1 thì cô lấy ví dụ rồi, câu số 1, số 2 ví dụ rồi, câu số 3 đi, đọc cho câu số 3 xem nào. Xin mời Ngân nào. Câu số 3. Ừ. Xéo ly. Ui, cô trang bao nhiêu ấy? Em không trang 20 em. Trang 20. Xéo ly. Xéo ly y phê trá dễ mấy khưa. Ừ, câu này dịch là sao? Tiểu lệ. Tiểu lệ là gì? Một ly trà cũng không uống. Tức là không uống một cốc trà nào cả, đúng không? Hay không uống một ly trà nào cả. Đấy. Số 4 nào, Thiêm. Sầu chi, đúng không? Điện thoại. Sầu chi. Sầu chi, điện não. Đi thú. Đi thú, y cơ dễ bù nấng. Sảo. Sảo là gì? Thiếu đấy nhá. Cái từ sảo ngoài nghĩa là ít ra, cái từ sảo ngoài nghĩa là thiếu nữa. Vậy có này hiểu như nào? Không điện thoại. Thiếu một điện thoại, máy tính, bản đồ. Ý là gì? Không thể thiếu một cái nào, đúng không? Có hiểu chưa? Tức là cả ba cái này đều phải mang đi. Một cái cũng không thể thiếu đấy, tức là không thể thiếu một cái nào cả. Đó, hiểu chưa? Rồi tiếp bên dưới này. Đó. Người ta nói là cái phần mà lượng từ ấy, đúng không? Một cái lượng từ chúng ta có thể thay bằng y tẻn cũng được nhá. Y tẻn thì dịch là một chút, đúng không? Ừ, đấy, một chút cái gì đấy. Câu số 1 nào, Hưng là gì đây? Của y tẻ tung si dễ bù sẵn chư. Y tẻ tung si bù sẵn chư nghĩa là sao? Nghĩa là một chút nó đồ ăn này cũng không muốn ăn. Đúng rồi, tức là không muốn ăn bất cứ một chút đồ nào cả, đúng không? Đấy, ý là như thế. Vâng. Số 2 nào, vâng. Mời một bạn nhé, Son. Xin chi của khẩn máng y tiện xứ chiên dễ mấy ẩu. Nghĩa là sao? Là tuần này thì tôi rất là bận, không có thời gian. Một chút thời gian cũng không có. Một chút thời gian cũng không có, đúng không? Tisan nào, xin mời Chi. Chi đang làm bài kiểm tra thôi. Xin mời Phương Hoa nào. Em có xin thiên dạo. Chào của y tiện là chén bố tay chúa ý tôi mãi ý phụ. Dạ ok, nghĩa là sao? Tôi không ăn một chút tiền nào cả.
Vì vậy tôi không thể mua quần áo. À, rồi ok, đấy, như vậy chúng ta hiểu cái kết cấu này chưa nhá. Đấy, thì đấy là toàn bộ tất cả các cái từ mới và ngữ pháp ở trong cái bài này đúng không? Còn bài khóa số 4 thì buổi sau chúng ta sẽ đọc nhá. Hôm nay bây giờ cũng khá là muộn rồi đúng không? Nhiều tiếng quản rồi. Chị mình xem chế tao chưa? Đấy, về nhà các bạn xem trước bài khóa số 4 này. Cô giáo buổi sau học từ 7 rưỡi được không? Ừ, sợ 7 rưỡi tại vì em có một cái lớp khác ấy, xong về nó không kịp ấy. 7 rưỡi không học đâu chị ạ. Không học 8 giờ. Ồ. Học độ khoảng tầm 8 giờ kém 15 nhé. 8 giờ kém 15 đến độ 9 rưỡi thôi. Rồi cô hướng dẫn qua chúng ta này cái phần bài tập của HSK3 nhé. Thì đầu tiên này, trang số bao nhiêu đây? Trang số bao nhiêu đây? Chuyển bài tập của cô. Không, ở sách giáo khoa trước đã. Nó sẽ có hai phần. Sách giáo khoa cũng có bài tập nhé. Nhưng mà sách giáo khoa bài tập nó ít thôi. Trang số 22. Các bạn về nhà chuẩn bị trước cho cô này. Bài tập trang số 22 này. Nhìn bài số 2 chưa? Đấy, trang số 22 nhé. Đấy, có bài đó là gì, điền từ vào chỗ trống đúng không? Cái dạng bài này là gì đấy ạ? Tức là bổ sung để củng cố lại phần từ vựng cho các bạn thôi. Đấy, chúng ta xem là điền vào từ nào cho phù hợp nhé. Có 10 câu đấy ạ. 10 câu, đấy là bài số 2. Tiếp này nó có một cái dạng bài mới hơn. Đó là bài số 3. Bài này thì khó hơn đấy, khó hơn. Tức là người ta sẽ cho các bạn một đoạn văn. Sau nhưng mà người ta sẽ bỏ trống một số từ, bỏ trống một số từ và chúng ta sẽ phải kết hợp với lại cả cái bức tranh ở bên cạnh này này nhá, để điền cái từ nào vào đây cho nó phù hợp. Đấy, vậy thì gợi ý cho các bạn đó là gì? Chúng ta sẽ vận dụng tất cả các từ mới và các điểm ngữ pháp học trong cái bài này để điền vào đây nhá. Đấy, xem là nên dùng những cái từ mới, nên dùng những từ nào hay dùng những điểm ngữ pháp nào để hoàn thành cái đoạn hội thoại này, và nhớ là phải phù hợp với nội dung bức tranh, được chưa? Đấy, thì đấy là bài số 3 nhá. Đấy là trong sách giáo khoa này. Thế còn trong phần bài tập của các bạn, phần bài tập của các bạn này, về chuẩn bị trước hết đi nhá. Buổi sau chúng ta sẽ thường là chữa thôi. Đấy, bao giờ cũng thế, buổi đầu tiên sẽ là gì, học từ mới ngữ pháp này, còn lại bài buổi sau nó sẽ chữa các kỹ năng. Đấy, thì đầu tiên này, xem qua trong vở bài tập nhé, các bạn nhìn xét bài tập chưa? Đấy, xét bài tập của chúng ta này, từ câu 1 đến câu 5 nó là dạng gì đây ạ? Đó là nghe một cái đoạn hội thoại này, sau đó chúng ta sẽ đoán xem là cái đoạn hội thoại này là đang nói về bức tranh nào, các bạn hiểu ý không? Đấy, ví dụ như đây, nhìn cái câu ví dụ này, hai người này hội thoại với nhau đúng không? Bạn nam nói là gì? Huế, chỉ quân trang trinh lý trai mà, alo, giám đốc Trương có đây không? Thì bạn này đó là tha chân trai khai khuây, nín tầng ban cơ xẻo sử y hô trai tả hảo mà, anh ấy đang họp thì bạn đợi nửa tiếng sau gọi lại có được không đúng không? Vậy cái nội dung này chúng thấy là gì? Trong 6 cái bức tranh này là đang phù hợp với bức tranh nào? D, bởi vì có cái từ gì đấy ạ? Quay đây này, đúng rồi, nghe điện thoại đây này đúng không? Đấy, và cái cô thư ký này nói là ông ấy đang họp đây, là một lát sau anh gọi lại. Vậy ở đây sẽ chọn bức tranh D. Vậy chúng ta sẽ nghe xong câu số 1 đúng không? Hội thoại này đang nói về bức tranh nào thì các bạn sẽ chọn vào đây, hiểu ý không ạ? Đấy nhá. Đấy là bài dạng từ 1 đến 5. Tiếp theo này, từ 6 nghe đến... thì có phần nghe không nhỉ? Có chứ. Cô sẽ gửi file được chứ, không phải lo nhá. Không thì nghe ở đâu. Tiếp nào, từ 6 đến 10, 6 đến 10 này thì là dạng bài này là dạng bài gì? Dạng bài này người ta gọi là phán đoán đúng sai, phán đoán đúng sai nhá. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ nghe một cái đoạn văn nào đấy đúng không? Thường sẽ là một đoạn văn. Gọi là đoạn thôi nhưng mà HSK3 nó chỉ tầm độ 2 đến 3 câu thôi, nó không dài. Đấy, nhưng mà cũng được gọi là một đoạn văn. Thì sẽ nghe một cái đoạn văn này, sau đó là sao? Sau khi nghe xong nó sẽ có một cái câu ở như kiểu dạng câu sao như thế này này, sao ở đây như dạng câu hỏi ấy. Sẽ đọc cái câu sao này xem là nội dung của cái câu sao này nó có phù hợp với cái nội dung mà chúng ta vừa nghe hay không. Nếu mà nó phù hợp thì các bạn sẽ đánh dấu tích, thế còn nếu mà nội dung của nó không phù hợp các bạn sẽ đánh dấu nhân, hiểu ý chưa? Đấy, đấy gọi đây là dạng câu phán đoán đúng sai nhá. Tiếp nào, từ câu 11 đến câu 15 thì ở đây các bạn cũng sẽ nghe một đoạn hội thoại. Sau đó là gì, cuối cái đoạn hội thoại đấy sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn sẽ phải nghe câu hỏi này và nhớ lại nội dung của đoạn hội thoại đấy và chọn các đáp án, được chưa? Xem là A, B, C hay là D nhá. Đấy, thì đấy là từ 11 đến 15. Nhiều lắm. Và từ 16 đến 20 cũng như thế, 16 đến 20 cũng như vậy nhá. Đấy thì đấy nó cũng là... giống kiểu TOEIC cô nhỉ. Đúng rồi, đấy nhá, được chưa? Nhá. Nói chung là các ngôn ngữ thì nó cũng đều chỉ có những dạng bài như thế này thôi chứ nó cũng không có cái gì khác biệt cả, đúng không? Chỉ là đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia thôi. Đấy, tiếp theo nào, đấy là phần nghe hiểu nhá. Phần đọc hiểu ạ, phần đọc hiểu nó sẽ có 3 phần đấy. Đấy, rất là dài nhá. Phải chuẩn bị hết đi nhá thì lên lớp chúng ta mới theo được, nếu không thì không theo được đâu. Phần đọc hiểu này, nó sẽ có từ câu 21 đến câu 25 là dạng bài như thế nào. Chúng ta sẽ phải đọc xem là các đáp án A, B, C, D, E, F này nội dung của nó là gì. Sau đó tiếp tục đọc từ câu 21 đến câu 25 cũng xem nội dung của nó là gì. Sau đó các bạn sẽ kiểu như là nối ạ. Xem ví dụ câu 21 đúng không? Người ta hỏi như thế này thì sẽ nên đi với câu trả lời là cái gì đúng không? A, B, C, D hay là E, F, được chưa? Đấy nhá. Nối xem là câu nào đi với lại câu nào cho nó phù hợp với nghĩa. Đấy. Thế còn từ 26 đến 30 thì dạng này chúng ta làm quen nhiều lắm rồi đúng không? Chọn từ điền vào cái vị trí thích hợp thôi. Thế dạng này chúng ta làm rồi, không nói nữa. Thế còn cái dạng từ 31 trở đi này,
các bạn sẽ đọc một đoạn văn, gọi là đọc hiểu mà, đây là kỹ năng đọc hiểu, đọc một đoạn văn này, đấy, sau đó làm sao, cũng là giống sao, đây là thể hiện câu hỏi đấy, các bạn xem là cái câu hỏi này thì nên chọn đáp án nào để phù hợp với nội dung của đoạn văn, được chưa, đấy nhá, ừ, nhiều lắm, sao mà làm. Tiếp theo này đấy, nó luyện kỹ năng rất là nhiều nhá, từ mới thì nó không có nhiều đâu, nó không có nhiều từ mới, toàn là những từ chúng ta học rồi thôi, nhưng bây giờ là gì, đưa vào các kỹ năng để rèn cho chúng ta. 36 đến 40 này, 36 đến 40 là gì, dạng sắp xếp câu nhá, thì cái dạng sắp xếp này thì chúng ta cũng làm rất nhiều lần rồi, được chưa đấy. Làm đến câu 40 thôi nhá, thế còn 41 đến 45 thì thôi bỏ cái bài dạng này đi. Đấy, như vậy đấy là toàn bộ tất cả bài tập ở nhà các bạn nhá. Nhớ là phải chuẩn bị trước nhá. Thế còn file nghe thì cô sẽ gửi trên nhóm cho các bạn bây giờ, được chưa? Rồi, ok. Đấy, hôm nay tạm thời chúng ta học đến đây nhá. Ừ, chào Chen. Chào cô giáo. Chào Chen. Chào cô. Ừ, có ai còn câu hỏi gì nữa không? Hoặc là hỏi Han gì thì sẽ hỏi trên nhóm nhá. Ừ, rồi.